Lô, các bạn có thấy tăng cơ gánh tim bao giờ chưa? Định nghĩa này chắc cũng không xa lạ với mấy ông hay đóng giáp gai, giáp lửa, giáp máu rồi đi càn quét đội hình để đồng đội lo phần còn lại đâu. Mà bộ này thì đã tăng cho chúng nó rồi, mà chúng nó còn ngu dốt, tham nam nữa. Chỉ muốn lấy cái bàn phím gõ vô đầu mấy thằng đần trong tim thôi. Vậy thì hôm nay cùng xem chuyện gì đã xảy ra mà tăng cơ của chúng ta phải nổi điên nha. Tập 1. Iwatani Nofumi là một cậu sinh viên mọt sách năm 2. Do từng giúp đỡ đứa em trong gia đình nên cậu được cha mẹ phụ cấp để chỉ việc ăn và học mà thôi. Nhưng do cậu không thích ru rú trong nhà nên là hay đến thư viện để tìm sách đọc. Hôm nay cậu thấy một quyển sách tên là Tứ Đại Huyền Khí, kể về bốn hiệp sĩ đã cứu thế giới khỏi làn sóng tai ương khải huyền bằng vũ khí đặc trưng của riêng họ là kiếm, thương, cung và khiên. Lật một hồi thì mấy trang sau quyển sách trắng bóc, sau đó nó phát sáng và hút cậu vào một thế giới cổ xưa cùng ba người khác. Chưa kịp định hình thì một nhóm người bảo họ để dùng nghi thức cổ xưa để triệu hồi bốn hiệp sĩ từ thế giới song song đến để giúp đỡ thế giới của họ. Nofumi thì vô tư đồng ý, nhưng ba người còn lại yêu cầu lợi ích thì họ mới giúp. Thế là cả đám đến gặp nhà vua đời thứ 32 là Meromoth. Và bốn hiệp sĩ lần lượt theo thứ tự vũ khí kiếm thương cung khiên là Brand, Motoyasu, Itsuki và Nofumi. Nhà vua kể rằng có một lời tiên tri sẽ có làn sóng phá hủy thế giới này và mỗi quốc gia sẽ có một đồng hồ chạm rồng. Nó sẽ cho biết khi nào sẽ có làn sóng, các làn sóng sau sẽ mạnh hơn các làn sóng trước. Khi đồng hồ chạy hết, nó sẽ lật lại để bắt đầu đếm cho một chu kỳ khác. Nhà vua đã coi thường các làn sóng nên họ đã dùng nghi thức triệu tập cùng lúc bốn hiệp sĩ để giúp đỡ đất nước của họ. Và có một biểu tượng ba chấm ở góc dưới tầm nhìn của họ, khi nhấp vào các hiệp sĩ có thể coi được cấp độ cũng như chỉ số sức mạnh của mình. Nhiệm vụ của các hiệp sĩ là sẽ phải cày cấp và nâng cấp cũng như học thêm nhiều skill mới để chuẩn bị cho làn sóng tiếp theo ập vào vương quốc. Do vũ khí của họ tương khắc với nhau nên mỗi người phải chia ra từng nhóm để luyện tập. Tối đó tại phòng nghỉ, cả bốn nhận ra họ là những người được triệu hồi từ bốn thế giới song song ở các thời đại khác nhau đến đây. Số nhỏ thay cho Nofumi khi biết rằng khiên hiệp sĩ là người dùng khiên và chỉ có tầng lớp hạ lưu thấp kém mới dùng khiên mà thôi. Chính vì thế mà không ai coi trọng hay là chú tâm đến cậu lúc ở chánh điện. Tuy vậy, Nofumi cũng thích thú vì đang ở một thế giới kỳ lạ như trong game và hứng thú khám phá nó. Sáng sớm hôm sau, họ sẽ được những người du hành chọn vô đội để hỗ trợ và tác chiến cùng hiệp sĩ. Đúng là ý trời, vẻ ngoài và cái giá trị rách nát của cái khiên khiến Nofumi không có tới một người chịu đi theo cậu. Mấy tên hiệp sĩ kia cũng chẳng muốn share thành viên nhóm họ cho Nofumi. Sau khi năn nỉ chẳng ai cho, một cô gái trong nhóm của Motoyasu tình nguyện đồng hành cùng Nofumi. Rồi họ được phân phát lương, do thành viên ít ỏi nên Nofumi được nhiều tiền hơn những người còn lại. Cả bọn chia tay nhau và bắt đầu hành trình của từng đội. Cô gái này tự xưng tên của mình là Mai, rất dịu dàng và tận tình với cậu. Rồi họ đến một tiệm bán vũ khí để sắm sửa vũ khí cho Nofumi để dễ dàng tấn công hơn, thay vì phải cầm cái khiên và thủ. Tại đây ông chủ tiệm giang cả một đống kiếm ra cho Nofumi lựa chọn, tuy nhiên cậu lại không thể cầm bất cứ một cái kiếm nào. Nguyên nhân là do hệ thống không cho cậu cầm vũ khí khác. Thôi cái số nó định là tăng cơ rồi thì sắm cho cái áo giáp luôn vậy. Rồi Mai dắt cậu ra bãi quái để farm kinh nghiệm. Khổ thần có mấy con quái bóng nhỏ nhen mà phải đánh tay không, cực khổ mới được một kinh nghiệm, trong khi những người khác có vũ khí dễ dàng farm hơn. Cái khiên của Nofumi cũng hấp thụ da của quái quả bóng để tăng sức mạnh lên. Nếu đến một ngưỡng nào đó cái khiên có thể thay đổi hình dạng. Khi con quái bị cái khiên hấp thụ, nó sẽ cho cậu một chỉ số sức mạnh phòng thủ, cho nên là dù bị cắn, Nofumi vẫn không thấy đau. Xác của quái bóng da cam có thể bán để giúp họ có thêm chút tiền. Trên đường về, Mai muốn Nofumi sắm cho cô trang bị để cô có thể mạnh hơn và giúp cậu dễ dàng hơn trong việc farm. Thế là chỉ vài cái vuốt ve mà Nofumi đã phải xì ra cái một đống tiền để sắm trang bị cho cô ta. Đúng là kém cỏi mà, mới vuốt có vài cái đã ra tiền rồi, chứ gặp cô ta mà vuốt tôi ngay, tôi mua luôn cái shop này cho bả luôn. Nói chứ sau khi trải qua một ngày mệt nhọc, họ về ăn uống ở khách sạn. Mai cũng mời rượu Nofumi, nhưng chàng hiệp sĩ của chúng ta nhận ra được cái mồi tính phá đời trai hay gì á, nên chả đã từ chối rồi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Nofumi tỉnh dậy, đồ đạc, tiền bạc, quần áo, trang bị của cậu mất hết. Mai cũng không có ở đây và đội quân của nhà vua cũng tới bắt cậu đến trình diện. Thì ra Mai đã âm thầm hãm hại Nofumi. Cô ta vu oan cho nhà vua rằng Nofumi đã xé áo sàm sỡ và có ý đồ bất chính với cô ta. Nửa đêm qua, Mai đã chạy qua phòng của Motoyasu trong tình thế hoảng sợ để nhờ trợ giúp. Áo giáp của Nofumi cũng bị cô ta đưa cho Motoyasu. Nofumi nhận ra mình đã bị lừa vì cái tội ngây thơ dại gái và tất cả những người thế giới này không ai coi trọng cậu chỉ vì vũ khí của cậu là cái khiên. Chỉ dơ mình ra ăn đòn không hề có tác dụng gì. Bức xúc, cậu muốn về lại thế giới của mình vì ai ai cũng khinh miệt cậu. Nhưng nhà vua nói chỉ khi bốn hiệp sĩ đều bị giết thì họ mới có thể trở về, còn không họ phải chiến đấu để giúp đỡ thế giới này vượt qua các làn sóng thì mới có thể trở về. Dù có nói thế nào cũng không ai tin cậu. Cậu dùng sức mạnh của mình và khiên phản kháng, nói tự mình sẽ tìm cách phá làn sóng. Và là vì hiệp sĩ nên nhà vua sẽ không bắt giam cậu, nhưng những thứ dơ bẩn của cậu toàn bộ dân chúng đã biết. Cậu sẽ phải sống trong sự nhục nhã khinh bỉ này suốt cả quãng đường. Nofumi khinh thường cái thế giới này, quăng vài đồng lẻ còn lại cho Motoyasu rồi quay đi tự tìm con đường riêng của mình. Dân thường ai ai cũng kinh tởm cậu. Ông chủ shop vũ khí tính cho Nofumi ăn đòn vì tội bất kính phụ nữ, nhưng có vẻ ông ta cũng nghĩ Nofumi không phải loại người này nên đã bán thiếu cho Nofumi một chiếc áo choàng. Sau đó cậu điên cuồng giết quái để rèn luyện cày cấp cả đêm và lên được một level. Sáng đó Nofumi bán 20 xác quái cam nhưng bị ép giá do bị khinh thường.
Thế là đành phải dùng vũ lực đe dọa tên thương buôn bằng mấy con quái nhét bên người và kiếm được một ít tiền. Cậu cũng âm thầm trả tiền áo choàng cho ông chủ shop rồi rời đi luyện tập. Trong khu tập luyện, cậu thấy được một tháo dược, nó giúp khiên của cậu thay đổi hình dạng. Nếu dùng khiên này thì năng lượng sẽ được duy trì, đúng là một thế giới như trong game. Vài tên lang băm cũng tính chấn lột Nofumi, nhưng với chiếc khiên cậu dễ dàng chống đỡ và hất chúng đi. Tuy nhiên nếu chỉ với chiếc khiên này thôi thì cậu chỉ có thể phòng thủ. Để lên cấp cần tiêu diệt quái, còn chiếc khiên chẳng thể tiêu diệt nên cậu cũng không thể lên cấp. Một vòng lẩn quẩn cứ xoay quanh khiên hiệp sĩ của chúng ta. Một tên buôn lái ngầm dẫn Nofumi đến để trao đổi một cuộc mua bán. Hắn sẽ bán các nô lệ cho Nofumi, vì nô lệ sẽ không bao giờ nói dối và phản chủ do tác động của lời nguyền lên bọn họ. Trong đây có một số nô lệ được gọi là á nhân vì diện mạo của họ giống con người nhưng có những bộ phận không giống. Còn một số còn thú tính thì sẽ gọi là thú nhân. Do lực thiên vị con người nên các á nhân khó sống ở đây và hầu hết đều làm nô lệ. Tập 2. Tại đây tên thương buôn giới thiệu nô lệ mạnh nhất của hắn ở cấp độ 75, nhưng tất nhiên giá không hề rẻ. Nofumi sau đó chọn mua một cô bé á nhân lai gấu mèo. Có vẻ cô bé vẫn còn sang chấn tâm lý do chủ nhân trước bạo lực hành hạ. Nofumi vẫn quyết định chọn và sẽ nuôi dạy cách chiến đấu cho cô ta. Một khế ước nô lệ được giao kèo để nô lệ không thể cãi lệnh của chủ nhân. Tên của cô bé là Raftalia, nhưng mà sau bao cay đắng cuộc đời phủ lên đời trai Nofumi, có lẽ bây giờ cha nội này khắt khe với cuộc đời hơn, đối xử với người ta hơi mạnh bạo đấy. Sau đó Nofumi dắt cô đến tiệm vũ khí và trang bị cho cô một con dao nhỏ để đi chiến đấu cùng cậu. Tại đây cậu bắt cô tấn công tiêu diệt quái bóng bên hông. Raftalia có vẻ sợ sệt, nhưng khế ước làm cô đau đớn nên đành lao vào tấn công. Khi cô tiêu diệt được quái bóng thì cả chủ nhân và nô lệ đều nhận được kinh nghiệm do cả hai đã được vào tổ đội. Ông chủ tiệm cũng khuyên Nofumi nên bình tâm lại, đừng vì sự dối lừa của thế giới này mà làm mất bản chất của mình. Cũng hên Nofumi vẫn còn lòng nhân từ nên cũng đã cho cô ăn uống và chăm sóc cô như người bình thường. Rồi cả hai vào rừng đánh quái cày cấp, người thủ người công, cũng đến chiều. Raftaria được biết Nofumi là một trong tứ hiệp sĩ. Cha mẹ của bé từng bảo khi hiệp sĩ là người duy nhất đối xử tốt với á nhân bọn họ từ trước đến giờ. Tối đó cô bé mơ về quá khứ, trong làn sóng tấn công đầu tiên gia đình của cô đã hy sinh để Raftaria có thể tiếp tục sống. Rồi bà bật dậy mít ướt trong đêm, khiên hiệp sĩ của chúng ta thành bảo mẫu trông trẻ luôn. Trong đợt luyện tập họ thấy một con quái nhỏ, Raftaria sợ máu nên không dám tấn công nó. Nofumi thì chỉ có thể thủ, đúng là nhỏ hết chỗ nói. Thế là cậu bảo nếu cô bé không chiến đấu được, cậu sẽ tìm người khác. Khi Raftaria biết được mục đích của cậu là chống lại làn sóng nên cô bé cũng can đảm chiến đấu và mong cậu đừng bỏ cô lại. Sau thời gian cày cuốc thì giờ cũng đã đến lúc cho Raftaria một thanh kiếm nhỏ. Rồi cả hai đến ngôi làng gần đó để tìm kiếm tiền nhiều hơn. Có một hang động với quặng mỏ giá trị, nhưng từ đợt làn sóng đầu có con quái vật ngự trị ở trong đó nên không ai dám tới gần. Nofumi cũng mở khóa được dạng khiên thần và skill khiên không chiến. Nó giống như là một lớp khiên thực tế ảo được dựng lên từ ảnh ba chiều. Khi vào trong hang, kế hoạch được đề ra là nếu mà gặp quái mạnh thì chạy. Trong lúc đang khai thác quặng, họ gặp ngay con quái chó hai đầu cùng loại với con từng giết gia đình và làng của Raftaria. Điều này làm cô bé ám ảnh không thể cử động chiến đấu cùng Nofumi dù cậu đang cố sức chắn thủ đến chảy máu. Nofumi cố gắng ra lệnh để cô bé tấn công, dù chịu cơn đau của khế ước nô lệ nhưng Raftaria vẫn không dám đối diện. Thấy vậy Nofumi không ép buộc nữa, kêu Raftaria hãy chạy đi, mình cậu ở lại để cầm chân. Không muốn ai phải rời bỏ mình nữa, cuối cùng cô cũng đủ dũng khí nhảy lên lao thẳng xuống đâm đầu con quái chó này. Khi nó còn sức quay lại tấn công cô thì khiên ảo của Nofumi dựng lên bảo vệ Raftaria, đòn kết liễu được tung ra, kinh nghiệm của họ tăng đáng kể do con quái ở tới cấp độ 15. Thấy Nofumi bị thương, Raftaria lao vào khóc lóc gọi thẳng tên cậu và xin đừng bỏ rơi cô. Không biết tầm này cưới nhau có đi tù không ta, chứ đang đầu mà bả ôm cứng ngắc à, còn xin ôm thêm miếng nữa chứ. Tập 3. Đã một tuần từ lúc họ chiến đấu với quái chó, khiên của Nofumi cũng mở khóa cả một đống skill nhìn loạn cả mắt. Hai người họ phối hợp và tiêu diệt được quái nhím. Nofumi hiện đang level 16, còn Raftaria thì đã level 18. Sau một tuần thôi mà chu choa, xinh gái thiếu nữ phết mấy anh em ơi. Cô bé cũng được dân làng quan tâm do dễ thương, nhưng mà có vẻ bà cũng hơi đanh đá với quan tâm Nofumi có phần mãnh liệt hơn trước khi học cả cách ăn uống sao cho quý sĩ tộc như ông Nofumi, rồi không cần mua trang bị cho mình mà dành tiền đó để mua trang bị cho Nofumi. Rồi cả hai cũng có những trang bị mới cho riêng mình. Raftaria thì được một thanh kiếm phép sắc bén, còn Nofumi thì được hẳn một bộ giáp cho ông chủ tiệm đặt riêng cho cậu. Ông chủ chỉ cho Nofumi chỗ của chiếc đồng hồ cát cho biết thời gian diễn ra của làn sóng tiếp theo. Khi đến nơi, thời gian làn sóng diễn ra còn 20 tiếng nữa. Tại đây Nofumi cũng gặp lại những hiệp sĩ khác với ánh mắt xem thường và khinh miệt cậu. Tên Motoyasu cũng vẻ vãn nói lời ngon ngọt, nhưng Raftaria chỉ một lòng theo Nofumi. Tối đó Raftaria muốn hỏi tin đồn mà những hiệp sĩ khác nói về Nofumi, nhưng có vẻ cậu bây giờ không còn lòng tin nên cũng chẳng muốn giải thích hay nói sự thật cho Raftaria biết. Vào sáng hôm sau khi làn sóng sắp diễn ra, Raftaria đã cảm ơn Nofumi vì đã dạy cô cách chiến đấu, cách tồn tại, cho cô động lực để bảo vệ những người khác. Dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ đi cùng Nofumi tới bất cứ đâu và là thanh kiếm của anh. Và cuối cùng làn sóng thứ hai đã diễn ra, các hiệp sĩ và cộng sự được dịch chuyển tới địa điểm của làn sóng. Các đợt quái từ làn sóng trên bầu trời cứ thế lao thẳng xuống. Nhóm ba hiệp sĩ kia nhanh chóng tiến lên phía trung tâm để tiêu diệt con mạnh nhất. Còn Nofumi cùng Raftaria sau khi thấy một đàn quái đang tấn công ngôi làng gần đó nên họ chạy sang để bảo vệ người dân ở nơi đây.
Nofumi ra lệnh cho Vatara dẫn mọi người đến nơi an toàn, trong khi đó một mình cậu sẽ thu hút kẻ địch để cứu dân làng. Thấy được sự xả thân của Nofumi để giúp đỡ dân làng, mọi người cùng nhau quay lại phụ giúp Nofumi để chiến đấu. Vatara cũng quay lại giúp đỡ cậu chiến đấu, thế là họ bảo dân làng hãy lánh nạn đến nơi an toàn chăm lo cho gia đình và những người bị thương. Một đội binh lính của nhà vua dùng mưa lửa để càn quét bất kể cậu và Rastara vẫn còn bên trong vùng chiến. Nofumi dẫn khiên của mình lên để chặn mưa lửa từ phía chúng. Cô bé tức giận khi bọn binh lính tấn công mà không quan tâm Nofumi còn trong này. Chúng cũng khinh thường khi hiệp sĩ ra mặt. Bỏ qua sự sỉ nhục đó, Nofumi vẫn dùng lòng tốt để báo oán. Cậu lao lại đỡ đòn của con quái to dùm tên chỉ huy. Cậu nhờ các binh lính tái lập đội hình cùng cậu chiến đấu trong khi cậu đang phòng vệ câu giờ. Thế nhưng tên chỉ huy bỏ lơ lời nói dù vừa được cứu mạng. Coi mà tức mấy thằng cầm đầu não phẳng này. Cũng may một người trong đội thấy được tấm lòng của Nofumi nên đã ra lệnh cho mọi người tái thiết lập đội ngũ và hỗ trợ họ. Làn sóng cuối cùng đã chấm dứt, nhóm ba hiệp sĩ với sức tấn công mạnh mẽ cũng dễ dàng hạ được con quái mạnh nhất của đợt này. Họ cũng được nhà vua ban thưởng. Còn Nofumi thì nhận được lời cảm ơn chân thành của những người dân vì đã giúp đỡ họ, dù bản thân cậu nghĩ mình chẳng làm được gì. Tập 4. Một bữa tiệc được tổ chức để chiêu đãi các hiệp sĩ đã dâng hiến con tim bảo vệ đất nước trong làn sóng vừa rồi. Tất nhiên ở đây chỉ toàn bọn ba chợ, ba nổ, ba lựu đạn, ba hoa về cuộc chiến vừa rồi. Nofumi dẫn Vatara đến để cô có thể ăn uống thỏa thích các món ngon. Ấy thế mà con mụ lắm trò Smile lại bảo với Motoyasu rằng Vatara là nô lệ của Nofumi do Nofumi ép buộc. Mẫu anh hùng lõm trong cái tên Motoyasu này nổi lên. Cha nội tự nhiên đi lại thách đấu tay đôi với người ta. Thằng công thằng thủ đi rủ solo với cái lý do là một hiệp sĩ không được sở hữu nô lệ á nhân. Tuy lực không cấm nhưng tự bản thân bọn hiệp sĩ chính quy cho rằng điều đó là xúc phạm nhân cách của chúng. Nofumi thì không muốn lùm xùm với cái bọn giả nhân giả nghĩa này nên dẫn Vatara đi. Bất chợt nhà vua đứng ra ép buộc hai người phải giao đấu, cũng cùng với cái lý do xem thường khi hiệp sĩ. Nếu Motoyasu thắng thì Vatara sẽ được hóa giải khế ước nô lệ và tự do, còn Nofumi thắng thì cậu sẽ được tiếp tục giữ cô bé lại bên mình. Dù cô bé muốn giải thích là tình nguyện nhưng bọn chúng cho rằng lời nguyền đang tẩy não cô bé nên bắt chói cô lại. Rồi cả bọn thượng lưu, quan viên chức trọng, quý sĩ tộc ngồi trên khán đài theo dõi trận chiến. Motoyasu với cái thương của mình liên tục lao lên áp đảo sức thủ của Nofumi, tuy nhiên có vẻ không thể xuyên được lớp thủ của cậu. Nofumi cũng để dành mấy con quái bóng da cam thân thương bên mình để lúc dùng khiên tấn công thì tặng cho tên hiệp sĩ danh vọng kia một con. Các chiêu thức được Nofumi rèn luyện nâng cấp từ từ tung ra, đòn khiên không chiến được dùng để lao tới tấn công tên Motoyasu, rồi các lớp khiên từ con quái chó lần trước biến dạng tấn công Motoyasu tới tấp, và cuối cùng là khiên nhà tù, lớp khiên bao bọc lấy hắn bên trong. Rồi không hiểu sao người ta đấu với nhau song phẳng như vậy, cái bọn ngu dốt khán đài bảo Nofumi hèn hạ bỉ ổi. Xin lỗi mọi người, tôi coi phim này tôi tức quá mà hạn chế ngôn từ nên không chửi thẳng được. Isuki và Ren cũng thừa nhận Nofumi có lợi thế hơn hẳn Motoyasu. Thấy thất thế, bất ngờ Mai dùng một phép thuật gió ẩn tấn công lén Nofumi, đúng là con người nham hiểm thông độc luôn á trời. Motoyasu cùng lúc Nofumi bị tấn công, hắn dồn thêm đòn và hạ gục được cậu. Cha nội vua đứng lên phán Motoyasu là người chiến thắng, dù Nofumi có biện minh bị đánh lén và tất cả người ở khán đài đều thấy. Thế nhưng bọn người trên khán đài không ai lên tiếng binh vực, vì trong lòng bọn chúng nghĩ khi hiệp sĩ là vô lại. Và con mụ Mai đó chính là công chúa Monty, tất cả đều là sự sắp đặt của ta để tạo danh tiếng cho hiệp sĩ mà cô ta thích và làm nhục danh dự của Nofumi. Còn tên vua thì chiều con gái nên bất chấp sự thật mà che giấu tội lỗi của ata. Rồi bọn trên khán đài đều cho rằng không nên chịu hồi tên khiên hiệp sĩ đến đây, xử tử hắn cho rồi, đất nước này không cần gã khiên như hắn. Vatara sau đó được hóa giải lời nguyền nô lệ với Nofumi. Oán hận cộng thêm danh dự của mình bị nhục mạ, thậm tệ Nofumi rơi vào nỗi sâu bi thảm. Nói không ai tin, thành tích không ai công nhận, tất cả những gì với cậu bây giờ đều tệ hơn cả cái chết. Ngay khi được giải lời nguyền, một cú tát thẳng mặt gửi đến tận mặt tên Motoyasu. Ai mượn giải lời nguyền cho bà? Bà tình nguyện theo Nofumi của bà mà. Máy bay lo chuyện bao đồng vừa thôi, cơm nhà không ăn đi rửa bát hàng xóm gì mà. Cô kể hết những thứ mà Nofumi đã dành cho cô, từ những món ngon, cách chiến đấu, chăm sóc, thuốc thang. Tên Motoyasu có làm được không? Được thì đi kiếm một đứa khác mà làm, còn tôi thuộc về Nofumi mà. Nghe rõ chưa, thằng nhiều chuyện. Mày thầy cũng còn hai người xứng với danh hiệp sĩ là Ren và Isuki khi họ xuống hỏi lý do nhà vua không xử Mai vì lúc nãy họ đã thấy cô xen vào trận chiến tay đôi giữa Nofumi và Motoyasu. Vatara chậm bước gần tới Nofumi, cô nói hết lòng mình với anh, cô tin anh không phải là kẻ ô dâm những gì thiên hạ đã đồn. Với anh cô có tất cả, tự do, sức mạnh cả lẫn tình yêu thương, cho nên đừng tự ti nữa, hãy đặt lòng tin nơi cô và để cô đi theo anh dù bất cứ nơi đâu. Cuối cùng khi hiệp sĩ đã có được một người có lòng tin mình chân thật, cuối cùng danh dự của cậu cũng đã có một người công nhận. Cậu bật khóc vì sự ô uế bấy lâu nay mình bị gán mác. Tập 5. Và tất cả hiệp sĩ được triệu tập đến chính điện để nhà vua ban thưởng, ai ai cũng được nhiều tiền, còn Nofumi thì chỉ được cho một phần bằng 10 của những người khác. Và tên vua còn nói cậu phải trả phí cho việc hóa giải lời nguyền nô lệ của Vatara nên rằng khiên hiệp sĩ sẽ không có đồng nào. Một lần nữa, Ren và Isuki đứng ra binh vực và nói rằng Nofumi cũng đã góp sức bảo vệ người dân mặc khi các hiệp sĩ khác bận chiến đấu. Và trận chiến vừa rồi nếu không có Mai chơi bẩn thì Nofumi mới là người chiến thắng. Thế là tên vua dục lại bịch tiền ít nổi cho Nofumi kèm những câu nói khinh biệt như kiểu bố thí. Vatara thấy bọn người này không xứng đáng để Nofumi bận tâm nên cô bảo cậu rời đi, đừng lý lẽ gì với lũ hèn hạ này. Sau đó bà Vatara này bà thích xăm hay gì á, người ta giải rồi giờ bà dẫn Nofumi tới xăm lại khế ước nô lệ như kiểu lòng tin của cô trao cho Nofumi.
Họ cũng được tên thương buôn mời mua trứng quái vật để có thể làm thú cưỡi hay là cùng chiến đấu với chủ nhân. Và đây là quái vật trong trứng khi nở ra mà hắn nói nè. Chim gì nhìn như một con gà, hắn nói nếu gặp may mắn thì nở ra được con rồng. Rồi Nofumi cũng mua một quả nhằm gánh bớt trách nhiệm chiến đấu cùng với Raftaria. Qua lần giúp làng Flota vừa rồi, người ở làng dặn người thân của họ ở đây giúp đỡ khi hiệp sĩ. Bà cô bói nói rằng Raftaria phù hợp với sức mạnh ánh sáng và bóng tối, còn Nofumi hợp với chữa lành và nâng tầm pháp thuật. Bà ta tặng Free cho họ một quyển sách dạy skill nhưng do chưa đọc được chữ nên cả hai cần thời gian để học. Họ qua đêm tại ngôi làng Flota và sáng đó quả trứng đã nở. Trời ơi, chưa đủ miếng ăn hay gì mà còn ẵm thêm cục nợ này về nuôi nữa. Hai người chăm sóc cho con gà chim gì đó của họ, nó cũng to ra và chở được Nofumi. Họ đặt tên cho nó là Philo. Bên ngoài, tinh thương hiệp sĩ cùng con xà nữ Mai đã đến làng Lota để phong chức lãnh chúa nơi đây cho Motoyasu, vì đây là phần thưởng nhà vua tặng cho hắn. Hắn bắt người dân ra vô phải xì 50 xu trong khi ai ai ở đây cũng nghèo. Nofumi bước ra nói chuyện thì bị mỉa Mai. Người dân thì chỉ công nhận Nofumi mới là hiệp sĩ đã cứu ngôi làng này. Mai tính dùng lực lượng quân đội áp chế người dân thì một nhóm quân bí ẩn xuất hiện gửi tối hậu thư cho cô ta, bảo cô ta phải biết giới hạn của mình. Khi đọc xong thư, có vẻ Mai rất tức giận cay cú nên đã rủ Nofumi thi đua thú cưỡi quanh làng với Motoyasu. Ai thắng thì làm lãnh chúa nơi đây. Dân làng hết mực năn nỉ Nofumi để cậu đứng ra giúp đỡ bọn họ. Cuộc đua chuẩn bị bắt đầu. Tên Motoyasu cà khịa con chim gà của Nofumi, thế là bị nó cho một cú ngay thanh kiếm Excalibur của hắn. Trong vòng đầu, Philo luôn chiếm thế thượng phong hơn con rồng ghẻ kia, nhưng mà cứ mỗi vòng đều bị người của Mai dùng phép ếm làm chậm bước tiến của họ. Đến vòng cuối, Nofumi dùng khiên ảo lắp lỗ trống trên đường tạo đà cho Philo dặm nhảy bứt tốc và chiến thắng chung cuộc. Sau đó con Philo từ con gà chim tự nhiên đua xong một vòng, thường người ta vận động xong sẽ xuống ký, nó vận động xong nó thành con chim heo mọi người à. Mai không công nhận Nofumi vì Philo không giống hình dạng lúc trước. Nhóm người bí ẩn kia phải vạch trần mưu kế hãm hại Nofumi của Mai làm cô ả tức giận bỏ đi. Tên Motoyasu cũng nói lần sau hắn sẽ chiến thắng. Nofumi cũng không quên hỏi thăm thanh kiếm Excalibur của hắn sau rồi và cười tươi. Mọi người trong dân làng hết sức cảm ơn Nofumi, nhưng cậu không cần cảm ơn mà cần hiện kim. Do họ không có tiền nên cậu lấy chiếc xe kéo để Philo kéo họ đi. Raftaria say xe nên họ nghỉ chân và Nofumi thức canh cho cô và Philo ngủ. Sáng hôm sau cả làng táo hỏa, bà cha nó, con Philo đâu rồi? Lâu ra con nhóc chân chuồng này nằm kế ông Nofumi đây. Tập 6. Họ dẫn cô bé đến chỗ ông chú để mua quần áo vì mỗi lần bà biến hình thì rách hết đồ. Chưa gì ông chú nhận ra tên Nofumi là bảo áo dâm thì lại tự ái, cái gì mà dắt trẻ về ra mắt không? Nhưng mà ông chú không có lại quần áo như vậy nên kêu cậu dẫn Philo qua tiệm may. Cô chủ tiệm may tặng đỡ cho cô bé một bộ váy, trông xinh xắn dễ thương phết, làm bà Raftaria cũng ghen tị. Bà chủ tiệm còn đẩy thuyền khi bảo ba người họ khác gì cái gia đình không cơ chứ. Còn nói về quần áo với Philo mặc khi biến hình phải cần một loại chỉ tạo ra từ viên đá thần, thế là họ lên đường kiếm tiền trong lúc bà phù thủy giúp họ kiếm viên đá. Trên đường Nofumi gặp một người dân đang chạy đưa thuốc cho mẹ, cậu cùng Philo nhận chở khách để kiếm thêm. Và cậu cũng dùng thuốc thần kỳ do cậu chế tạo ra để giúp đỡ sức khỏe của người dân. Thế là cậu và Philo được đặt cho cái tên thần chim kéo xe. Trong lần chở một thương gia, cả đám gặp phải bọn sơn tặc. Raftaria đã có thể sử dụng ảo ảnh để bản thân cô tàn hình đi. Còn phép thuật của Philo nghiêng về gió, cả hai tấn công và tóm gọn chúng. Nofumi bắt chúng trả lại toàn bộ số tài sản đã cướp. Ông thương gia thấy thích năng lực và cách kinh doanh của cậu nên đã tận tâm chỉ cậu những thứ ông ta có thể thay vì trả tiền. Đầu tiên là dạy cách chế tạo kim loại quý dựa vào dòng chảy ma pháp, rồi nghề chạm đá và giới thiệu các mối làm ăn khác cùng thông tin những hiệp sĩ còn lại. Và họ cũng chỉ cậu nơi có đá phép thuật để làm chỉ may đồ cho Philo. Cả ba dẫn theo bà phù thủy vào hang động để tìm đá. Trên đường những phép thuật ảo ảnh đánh vào tâm trí họ bằng những lời nói phản bội nhau. Tuy nhiên bà phù thủy đã giúp họ thoát ra khỏi ảo ảnh đó. Philo lo sợ Nofumi sẽ bỏ rơi mình như những gì cô bé nghe trong ảo ảnh. Raftaria phải an ủi dù ổng có cục xúc chứ ổng quan tâm chúng ta lắm. Khi đến nơi họ gặp một con quái đầu sư tử mình cọp đuôi rắn đang canh giữ như móng đá thần. Cả bốn người chợt vật tấn công mà con quái vẫn còn sức phản kháng mạnh mẽ. Khi biết nó có khả năng quan sát và nhận diện âm thanh nhạy bén, Nofumi dùng khiên sức mạnh thu thập từ bọn quái dơ dùng ảo giác khi nãy, cộng thêm tiếng la của Philo phóng đại âm thanh lên làm điếc đôi tai của con quái và giảm sức phòng thủ của nó đi. Bà phù thủy dùng phép tấn công kết liễu được nó. Và bộ váy xinh xắn cho thiên thần nhỏ đã được may xong. Bà Raftaria nhìn có vẻ hơi khó chịu, con nhỏ này cứ bu bu chồng bà. Tập 7. Hôm nay nhóm họ được ông thương gia giao nhiệm vụ chở đống thuốc tới cứu nạn một ngôi làng. Tình hình là tên thương hiệp sĩ từng tới đây cứu giúp ngôi làng thoát chết đói. Hắn gieo một loại cây quả tại đây, nhưng sự tăng trưởng của nó là rất nhanh chóng và thành cả quái vật gây thiệt hại đến tính mạng dân làng. Mọi người còn bị cây ký sinh vô người, tuy nhiên không ai dám nói lên thiệt hại này là do một tên hiệp sĩ làm ra. Nofumi nhận tiền công và cứu giúp mọi người bằng khả năng tăng trưởng nhanh của cậu dùng vào thuốc. Xong việc cứu chữa, cả ba đến tiêu diệt các con Pokemon Bitchibel. Raftaria cùng Philo phối hợp để dùng thuốc trừ sâu vào thân cây. Có vẻ như hai người không ăn ý lắm. Nofumi dùng năng lực của mình để tăng trưởng thuốc trừ sâu và khiến bọn cây bị héo mòn. Các bọn thu nhặt hết hạt cây để nó không mọc thêm nữa. Còn hai bà này thì cứ ganh ghét hơn thua nhau kiểu gì khiến Nofumi cũng phải mệt cả đầu. Hôm sau cậu đã dùng những hiểu biết và năng lực tái tạo để cấy ghép hạt giống giúp chúng không phát triển mạnh về thân xác, thay vào đó sẽ đâm chồi ra quả nhiều hơn, giúp dân làng không phải lo chết đói. Tất nhiên không phải là làm không công.
nhưng dân làng không còn gì để trao đổi nên họ quăng lại cho cậu một đống quả từ cây. Cậu dùng nó trao đổi tiền với ông thương gia vì đây cũng là hạt hiếm do cậu vừa chế tạo ra. Ông ta cũng nhờ họ đưa đồ đến suối nước nóng gần đó. Rồi, nhìn mặt là biết hai bà này muốn tắm rồi nên họ quyết định ở lại đây một đêm. Trong lúc tắm, Raphtara nghĩ tìm cách nào để tách con mắm Philo ra khỏi chủ nhân Nafumi của bà. Rồi bà đọc được nếu tắm chung với con trai trong suối nước nóng thì cả hai sẽ yêu nhau. Cái ý đồ đen tối nảy lên trong đầu bà. Cơ mà con bé Philo nó đã dùng thân xác nhỏ nhắn dụ dỗ ông Nafumi tắm chung trước rồi. Tối đó bà nhỏ Philo còn được Nafumi chải tóc làm máu ghen trong Raphtara tăng lên cao. Không thể để chuyện này tiếp tục, đêm đó Raphtara muốn đi tìm một quặng hiếm Latium để tặng quà lấy lòng Nafumi. Tất nhiên bà nhỏ cũng đã có ý đồ đi tìm quà như bà lớn. Hai bà đua nhau thì lọt cha nó xuống đèo, may tay có cái gì đó mềm mềm đỡ hai bà lại. Vâng, lợn rừng dí té khói, lúc nguy cấp tình chị em trỗi dậy hỗ trợ lẫn nhau chạy khỏi sự chi đuổi của lợn rừng. Chị em chứ không biết sau này có hốt chồng của chị luôn không. Họ đã tới được chỗ của con chim Gagoko, kế bên nó là Platium và trứng. Nhưng con lợn kia cũng đuổi theo tới đây và làm nát trứng và rớt luôn mảnh quặng đó. Không gì ngu hơn chính là phá hủy những thứ quý giá của chị em. Hai bả đành lẫm xác nó về tặng Nafumi. May sao nó là linh vật để dân làng làm lễ hiến tế nên họ bán được giá cao và mua tặng một cây búa cho Nafumi làm việc chế tạo đá. Cậu cảm kích và rủ hai cô đi tắm xuống nước nóng. Trong lòng cậu thì nghĩ hai bà này còn nhỏ, nhưng giờ bà nào cũng đòi ăn thịt ong rồi đấy. Tập 8. Nafumi từ một khiên hiệp sĩ bây giờ trở thành một thầy lang nổi tiếng với biệt danh vị cứu tinh của thiên điểu, đi khắp nơi bán thuốc kiếm tiền. Lần này họ đến một ngôi làng bị một bệnh lạ khiến dân làng và những vị khách từng đến đây đều mệt mỏi, ở oải, cơ thể bị tím lại. Với thuốc tự chế cùng chức năng trị liệu của chiếc khiên, Nafumi dễ dàng làm dịu cơ thể người bệnh lại. Tuy nhiên nguồn gốc dịch bệnh chính là do mùi thối của xác con rồng trên núi bị kiếm hiệp sĩ Ren giết lan tỏa đến đây. Cậu đồng ý sẽ dọn dẹp xác chết này để diệt trừ nguồn gốc bệnh và tất cả điều cậu làm là vì tiền. Còn cái tên vị cứu tinh đó không phải cậu tự đặt nên Nafumi cũng chẳng quan tâm người khác nói gì. Họ bịt mũi rồi Philo lao thẳng lên núi, tưởng là một xác chết, ai dè nó thành thây ma trỗi dậy tấn công họ. Thấy bà chưa, chạy thôi hai đứa. Ấy vậy mà bà nhỏ Philo xông xáo dễ sợ, người ta chạy mà bả quay lại tấn công, nhảy vô đánh đấm tay đồ với con rồng luôn mới ghê. Nó phun một làn khí độc, tuy đã núp sau lớp khiên của Nafumi, nhưng Raphtaria vẫn bị nhiễm chất độc khiến cơ thể cô bị suy kiệt. Trong lúc lo cho Raphtaria, bà nhỏ Philo bị ghét rồng hay dĩa mà bả lao lên đánh bặt co tay đồ với người ta miết. Không may Philo bất cẩn bị con rồng cắn chảy máu và nuốt vào bụng. Một lần nữa, thế giới này lại cướp đi kỷ niệm những thứ quý giá của Nafumi. Cậu căm phẫn năng lực của mình, căm phẫn những thứ thế giới này lấy mất của cậu, danh dự, giá trị người thân. Lòng hận thù trong Nafumi lớn áp lý trí, một lời nguyền và một hình thể khác biệt của chiếc khiên được kích hoạt dù nó không có trong hệ thống của khiên. Cậu mất hẳn lý trí cùng chiếc khiên nguyền rủa đang bốc lửa tiến lên tấn công con rồng. Nhưng cũng vì Raphtaria cố ý muốn giúp Nafumi tỉnh lại nên đã bị nó làm tổn thương. Khi có lại lý trí, Nafumi cố gắng dùng năng lực của mình trị liệu cho Raphtaria nhưng không mấy khả quan. Cậu cũng không biết làm cách nào để tiếp tục chiến đấu với con rồng thì Philo từ trong bụng nó phá nội tạng và thoát ra. Thì ra bà phun cái màu đỏ hồi nãy là thức ăn chứ không phải là máu. Còn lúc trong bụng con rồng, Philo không sao là do bà nhỏ này ăn luôn viên ngọc bên trong bụng của con rồng. Raphtaria cũng dần tỉnh táo lại, những vết thương của cô còn khá nặng. Nafumi dùng hết số tiền mà thầy thuốc trong làng tặng công dọn xác rồng để nhờ họ trị liệu. Nhưng Raphtaria dính một lời nguyền cực mạnh, nước thánh trong làng không đủ để hóa giải. Ông kêu cậu nên vào các nhà thờ ở thị trấn lớn tìm nước thánh trị cho Raphtaria. Nafumi rất lo lắng và xin lỗi hai cô bé vì sự hèn nhát của mình mà làm họ bị nguy hiểm đến tính mạng. Cả ba hứa cùng nhau mạnh mẽ hơn ngày hôm qua. Tập 9. Nafumi và mọi người đang trên đường quay lại kinh thành để lấy nước thánh tinh khiết chữa trị cho Raphtaria. Trên đường họ gặp một cô bé tên là Melty và cô bé này rất thích Philo. Cả hai cũng hòa đồng với nhau như đôi bạn nhỏ nên là Nafumi cho Philo chơi với Melty một lát, còn họ về chữa trị những bệnh nhân còn lại ở thị trấn nhiễm độc xác rồng. Rồi tối đó, trong lúc băng bó kiểm tra vết thương của Raphtaria, hai bà nhỏ này dắt nhau về xin cho bà Melty được đi cùng nhóm về đến kinh thành, do bả mê chơi nên đã lạc đoàn. Bảo không mang tội áo dầm mà cứ mấy bà quỷ nhỏ này ám miết làm khổ người ta. Ba bà năn nỉ nên là Nafumi đồng ý và cũng để lấy tiền thưởng luôn vì Melty nhìn giống con của nhà quý sĩ tộc. Rồi họ lên đường, coi kìa, coi có giống gia đình có hai cô công chúa nhỏ chưa. Về đến kinh thành, Nafumi đặc biệt dị ấn lũ người học thức giả nơi đây nên lẻn lẹn đi để Philo đưa Melty về sẵn lấy tiền, còn cậu dắt Raphtaria đến nhà thờ để lấy nước thánh. Lúc đi ra, một anh lính từng cùng chiến đấu với Nafumi lúc làn sóng thứ hai ập xuống chạy đến để kiếm cậu. Do không muốn rắc rối nên cậu cùng Raphtaria đánh lẻ để bỏ trốn. Được một lúc thì tên quỷ hách dịch thương hiệp sĩ Motoyasu lại kiếm chuyện với Nafumi vì hắn gặp được Philo của bé dễ thương này và đem lòng nghĩ Nafumi đã ép buộc bắt nạt Philo để kéo xe. Hắn lao vào tấn công thẳng mặt Nafumi ở giữa phố làm ảnh hưởng đến người dân. Mai lấy sắc lệnh nhà vua và nói quyền đánh tay đầu giữa phố của Motoyasu được vua phê duyệt. Ngay lúc rắc rối, Melty đã quay lại cùng Philo. Hóa ra cô bé là công chúa thứ hai của nhà vua. Cô có vẻ lễ phép biết điều hơn bà chị. Cô dọa sẽ mát mẹ nên Mai đành bỏ đi. Còn tên Motoyasu nói sẽ quay lại cứu Philo và trả thù con chim béo kia. Nghe đến con chim béo, Philo cay cú hắn đó giờ, thế là lại tặng cho hắn một cú đạp thẳng vào cây kiếm Excalibur. Coi mà thốn dùm luôn. Bỏ cái tật ngu đi mày. Cả hội tìm chỗ nói chuyện, không hiểu sao lấy cửa hàng của ông chủ để bàn chuyện.
Melty là công chúa thứ hai và là người thừa kế hàng đầu. Vì tính khí của Mai nên Melty đã được chọn làm người thừa kế. Cô muốn nhờ khiên hiệp sĩ điều gì đó, nhưng Nafumi không muốn nói nữa vì cậu cũng chẳng tin Melty vì cô là người của hoàng tộc. Tập 10. Vì lý do Melty là người hoàng tộc nên có vẻ như Nafumi không thể tin tưởng cũng như để Philo tiếp xúc với cô bé. Còn Melty trước đó được hoàng hậu nhờ vả để cô đi ngăn chặn đức vua ngưng đối xử khinh biệt khiên hiệp sĩ đi. Có vẻ bà ta biết được vai trò quan trọng của khiên hiệp sĩ. Sau đó nhóm binh lính trước đó từng chiến đấu tại làng Lota muốn gia nhập nhóm của Nafumi. Vì Lota là làng của họ, khi thấy khiên hiệp sĩ ra sức bảo vệ ngôi làng, họ vô cùng biết ơn và muốn đi theo để chiến đấu cùng Nafumi cho làng sống thấp đến. Cậu cũng chẳng tin tưởng gì mấy nên bảo họ kiếm đủ 150 xu bạc trao đổi thì mới đồng ý cho họ gia nhập. Ông chủ cho Nafumi biết về cấp độ sau của mỗi người và khả năng tăng vượt cấp. Điều này chỉ được chính phủ cho phép thì họ mới được tăng cấp. Cứ ngỡ là hiệp sĩ sẽ được phê duyệt, nhưng khi đến nhà thờ, họ đòi Nafumi 15 xu vàng mới cho cậu tăng vượt cấp. Sau đợt sống này, có thể Nafumi sẽ về thế giới của cậu, nên cậu muốn Fraptaria và Philo phải ở cấp độ cao nhất để họ tự bảo vệ mình khi không có cậu. Nafumi dùng số tiền của mình cũng chỉ đủ cho Fraptaria tăng cấp trước. Bất ngờ, một sơ đi ra bảo nhóm của khiên hiệp sĩ không được sử dụng chức năng này do nhà vua đã ra lệnh cấm. Đúng là hách dịch, ai cũng được, riêng khiên hiệp sĩ là không được. Họ đành đến hỏi tên thương buôn có cách nhảy cấp không vì số nô lệ của ông ta rất cao, nhưng ông ta cũng không thể làm điều này. Ông ta giới thiệu một số đất nước khác đặc quyền cho khiên hiệp sĩ được dùng chức năng nhảy cấp. Có điều đi nhanh nhất cũng mất 2 tuần, trong khi làn sóng tiếp theo sắp đến, nên họ chỉ có thể trang bị thêm móng vuốt cho Philo cùng một vài vũ khí khác. Raptara hỏi về việc Nafumi sẽ về thế giới của cậu sau đợt sóng à. Cô nhà ý muốn đi theo và đang tính thổ lộ tình cảm thì bà quỷ nhỏ Philo dậy la ó sầm bảo Raptara tính hung chủ nhân rồi tỏ tình một mình không cho bả tỏ tình theo. Trời ơi, coi chịu nổi không? Phá đám không mà Philo ơi. Trong một quán ăn, Nafumi gặp lại Fren và Itsuki. Cậu cũng thẳng thắn nói về những vấn đề họ gây ra làm thiệt hại tính mạng người dân mà họ chẳng biết, phải để cậu lại giải quyết hậu quả. Vậy mà hai người họ còn nói Nafumi cướp công. Cả hai ậm ừ nhưng cũng chẳng muốn tin lời của Nafumi nói. Những binh lính kia đã đi mượn đủ số tiền để làm lễ phí gia nhập nhóm của khiên hiệp sĩ. Thấy được sự thành tâm của họ, Nafumi bảo họ dùng số tiền đó để tự trang bị cho chính bản thân, chứ cậu cũng chẳng lấy để làm gì. Làn sóng tiếp theo chỉ còn 24 tiếng nữa là sẽ ập đến. Họ lại tiếp tục mượn shop của ông chủ để bàn kế hoạch. Thiết nghĩ ông chủ nên thu tiền thuê mặt bằng của thằng Nafumi này luôn đi. Tập 11. Trước thềm trận chiến, Nafumi tặng cho Fraptaria một chiếc vòng và Philo một chiếc kẹp tóc. Cậu nói nó sẽ tăng sức mạnh cho bọn họ, cũng coi như là món quà bấy lâu nay cậu đã làm để cho họ. Rất nhiều thuốc thang được Nafumi chuẩn bị và nhóm của họ từ từ được dịch chuyển vào làn sóng. Vẫn như mọi khi, đội của Nafumi sẽ đi bảo vệ dân làng và những con quái lân cận. Nhưng đã 3 tiếng trôi qua mà làn sóng cùng con quái mạnh nhất chưa biến mất. Binh lính bảo họ sẽ ở đây bảo vệ dân làng. Nafumi, Fraptaria cùng Philo chạy thẳng đến trung tâm tham chiến. Khi tới nơi thấy mấy cha nậu hiệp sĩ mỗi người một ý, mỗi ông đánh một con không theo trật tự đoàn kết gì cả. Bọn họ chưa tìm ra được chân thân của con quái chính. Nafumi phân tích chỉ số và thấy rằng chúng đang ẩn nấp đằng sau những phép thuật bóng tối nên cậu bảo Fraptaria dùng phép thuật ánh sáng làm lộ những chân thân bên dưới những cái bóng. Fraptaria cùng Itsuki lao vào tấn công khiến sức mạnh thật sự của chúng tích tụ lên trời nhập lại tạo thành một con thực hồn giả ba chiều. Mấy ông hiệp sĩ lõm cùng dồn hết chiêu thức của mình vô mà có vẻ không xi nhê gì con quái. Đúng là ăn hại mà. Còn hai cái lộn ganh đua nữa chứ. Trước đợt tấn công của thực hồn giả, Nafumi chặn được sát thương của nó gây ra để bảo vệ Fraptaria cùng Philo. Philo dùng sức mạnh gió kết hợp khả năng nhanh nhạy của mình lao tới tấn công tứ hướng cũng chỉ gây ra sát thương được một ít. Cứ tình hình này, Nafumi sợ dân làng sẽ không cầm cự được thêm thời gian, khiên hiệp sĩ quyết định dùng lại năng lực của chiếc khiên thịnh nộ. Fraptaria hứa sẽ bên cạnh cậu dù có thế nào đi nữa. Nafumi căn dặn Philo bảo vệ Fraptaria nếu cậu có mình hệ gì. Rồi, Nafumi bắt đầu thay đổi hình dạng chiếc khiên và bước vào cơn thịnh nộ của con rồng lần trước với oán hận của nó khi bị loài người giết chết. Sức mạnh lẫn cả những thứ căm thù bao phủ lấy Nafumi. Do Philo cũng có mảnh ngọc của con rồng nên cô bé cũng ảnh hưởng bởi sức mạnh của nó và hóa điên lao vào tấn công thực hồn giả cùng Nafumi. Một mình Nafumi với sức mạnh và đôi tay hóa rồng chẳng đứng khóa cứng con thực hồn giả, còn mấy tên kia cùng con ả Mai thì xem cậu như quái vật, bảo hiệp sĩ ai lại đi đánh đấm giống hắn bao giờ. Fraptaria trách họ, nếu cô có quyền năng như những hiệp sĩ thì cô sẽ phụ giúp, vậy mà họ có thể tự xưng là hiệp sĩ cho được. Nghe được những lời đó, Ren cùng Itsuki lao vào phụ giúp Nafumi chiến đấu, còn tên Motoyasu cũng bị hai hiệp sĩ khác kêu vào phụ. Không giúp Nafumi thì ai có thể tự tiêu diệt con quái đó mà đứng. Thế là Motoyasu cũng vào hộ công. Trong cơn giận dữ đó, một lần nữa hình bóng ký ức và niềm tin của Fraptaria xen lẫn vào tâm trí Nafumi. Anh lấy lại được lý trí, kiểm soát được trạng thái của chiếc khiên. Khiên nhà tù, bao bọc con thật hồn giả ấy. Ôi chà, định nghĩa tăng cơ gánh tim là đây chứ đâu, chiêu nó còn ngầu hơn mấy cha nội kia nữa. Một vòng tròn giáp bao phủ lấy con quái khóa lại bằng những sợi xích, bên trong cứ như một chiếc giáp gai đâm ngược và một chiếc khiên chinh nữ với hộp chuông phủ lấy nhà tù ấy. Hai lớp bọc ép sát lật nén tiêu diệt được con quái trước sự ngỡ ngàng của các hiệp sĩ khác. Người ta đã chiến đấu như vậy mà mấy cha nội còn bảo chắc khiên hiệp sĩ đang chơi ăn gian. Rồi bỗng nhiên có một thực hồn giả khác hiện lên tấn công bọn họ tiếp tục, thì nó lại bị một cô gái tự xưng là thủy tinh tiêu diệt. Cô ta nói cô là đối thủ thực sự của cả bọn trong làn sóng đợt này. Tập 12.
Cấp độ và chỉ số của Thủy Tinh đều không thể đo lường được. Cô ta chỉ xem mỗi Naofumi là xứng đáng với danh hiệp sĩ, bọn còn lại như cấp dưới. Điều này làm ba tên hiệp sĩ phẫn nộ dùng hết chiêu lần lượt tấn công cô ta. Nhưng mà có vẻ Thủy Tinh nói đúng thật. Gì mà ba cha đánh cùng lúc không thấy Shinye gì vậy? Sau đó Thủy Tinh dùng sóng như quạt ba tiêu thổi cả đám lâu la hiệp sĩ này nằm đo ván. Còn mỗi Naofumi là đứng được. Cậu uống chút thuốc hồi năng lượng rồi cùng tấn công với Raftaria và Philo. Cả ba phối hợp với khiên tù ngọc để khóa giữ Thủy Tinh mà không biết bà này có được búp hay không. Mấy đòn tấn công không ảnh hưởng gì tới cọng tóc luôn. Ngay cả rắn độc từ khiên của Naofumi cũng không ảnh hưởng. Kiếm của Raptara bị Thủy Tinh đánh gãy, sức lực của cô cùng Philo cũng đuối dần. Ata thích Naofumi dùng khiên lửa lúc nãy, với lòng tin đã có thể kiểm soát được nó nên Naofumi đã tái sử dụng năng lực khiên thịnh nộ. Philo cũng búp sức mạnh từ khiên lao vào với đòn tấn công từ móng vuốt và Thủy Tinh lần nữa vẫn chặn được nhỏ dễ dàng. Lửa từ khiên cũng không thể thiêu đốt được Ata. Khiên nhà tù cùng khiên trinh nữ được sử dụng mà sao thấy bất lực thế nhỉ? Như kiểu đang đánh với cái thằng một đấm nào đó đấy. Thời gian của làn sóng sắp hết, Naofumi phục hồi cho Philo và quay xe bỏ chạy. Ata có dùng sức mạnh bắn những làn đạn từ xa, may thay Naofumi có thể chặn được hết do khoảng cách nên sức mạnh Ata bị giảm. Làn sóng dần dần kết thúc và Thủy Tinh cũng quay về với làn sóng. Vào đợt tiếp theo, hạ sẽ hủy diệt tất cả nếu bọn họ chỉ tè tè sức mạnh như vậy. Mọi người trở lại và giúp đỡ dân làng. Trong đầu Naofumi có nhiều hoài nghi về thế giới này. Các làn sóng là gì? Tại sao nó cứ liên tục xuất hiện? Những vật thể quái vật từ trong làn sóng đó xuất thân từ đâu? Còn mụ Thủy Tinh đó nhất quyết phải tiêu diệt các hiệp sĩ. Naofumi cũng có được kỹ năng mới và họ cần phải mạnh mẽ hơn nữa, nhất là Fraptara cùng Philo. Do trận chiến này Naofumi làm hết nên tên vua kêu cậu đến báo cáo. Cậu binh sĩ nhóm cậu năn nỉ nên Naofumi mới chịu đi. Vẫn là cái bản mặt khó ưa của tên vua. Hắn nói tại sao khiên hiệp sĩ lại sở hữu sức mạnh mà cậu ta không được quyền có. Kiểu như là hỏi tại sao Manfai lại có, không thể can phá. Nhưng mà giờ đây anh mạnh rồi, muốn trả lời thì quỳ xuống năn nỉ. Ai da, cái đoạn này nó lại chất lừ ra. Naofumi bảo cậu vừa diệt con quái mạnh nhất của làng sống, tên nào muốn kiếm chuyện thì cứ xông vô. Cả tên vua Naofumi cũng có thể dễ dàng xử đẹp. Thế là tên vua uy hiếp đến các đồng đội của cậu. Quả này thì hắn chơi hơi ngu rồi. Naofumi quay lại nói câu của tên tóc đỏ nào đó. Có thể đụng đến ta, có thể sỉ nhục ta, tuy nhiên nếu đụng đến bạn bè của ta thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Thử đụng vào đi. Naofumi dùng ánh mắt đe dọa khí chất lườm thử tên vua làm hắn run sợ. Công chúa Melty nhờ người khen ngợi các chiến công của Naofumi để giúp cậu hạ quả. Bà nhỏ cũng đứng ra giảng hòa bảo nhà vua không nên làm như vậy với khiên hiệp sĩ. Có vẻ ông ta với con mụn Monty có gì đó nên không ưa khiên hiệp sĩ. Rồi Naofumi chia tay ông chú tìm vũ khí vì họ cần du hành sang nước khác giúp Fraptara và Philo có thể nhảy cấp. Ông chú cũng tặng cho Fraptara một cây kiếm cùng với một cây kiếm chỉ có chui, bảo rằng sẽ giúp ích cho cô khi cô tàn hình. Còn Philo thì được tặng đôi găng tay có sức mạnh như 100 nam nhân giúp cô bé dễ dàng kéo xe hơn. Lúc dừng chân, Melty tới cằn nhằn năn nỉ, giận dỗi không hiểu vì sao Naofumi với cha của bà cứ thù nhau hoài. Trong lúc họ nói chuyện, bất ngờ một tên lính lao tới tấn công Melty. Naofumi lập tức lao ra cản đỡ. Tập 13. Các bọn binh lính lao vào tấn công và tự la ó bảo Naofumi là quỷ khiên và cố tình bắt cóc nhị công chúa Melty. Tất cả sự việc đánh nhau giữa họ được ghi lại bằng quả cầu ma thuật và chúng truyền nhiễm tin tức này vào đầu của người dân. Thế là lệnh truy nã nhóm Naofumi được dán ở khắp nơi truy lùng họ. Khi bắt hỏi thông tin một tên lính, tuy hắn không nói nhưng vật tượng trưng cho nhà thờ Tam Hiệp Sĩ được bỏ lại. Đây là âm mưu của bọn chúng cùng con mụ mày để giết em mình xoáng ngôi. Melty bây giờ chỉ còn lựa chọn đi cùng nhóm Naofumi để được bảo vệ. Trên đường đi họ vẫn bị quân đội truy sát. Không may vào chân vách núi, ba tên hiệp sĩ ngu muội bao vây và yêu cầu Naofumi thả Melty ra. Nhị công chúa bước ra và nói cô hoàn toàn an toàn khi đi với Naofumi. Đây là một âm mưu và Naofumi đã bị đổ oan. Thấy thế Mai bước ra và sàm ngôn bảo khuyên hiệp sĩ có cái khiên tẩy não. Đã tẩy não dân chúng và cả nhị công chúa. Coi tức chưa, ác gì mà ác dữ vậy trời. Sau đó Ata ra lệnh quân lính lao lên tấn công họ dù có thể gây nguy hại đến Melty. Ren và Itsuki không ngăn cản được quân lính để nghe Naofumi nói rõ ràng. Thế là cậu tính bỏ chạy, khi Philo dầm nhảy bay qua vật thì lại bị tên Motoyasu xích chân Philo khiến cô bé không thể biến hình. Tình thế nguy cấp, Mai thẳng tay đánh vào Melty. Điều này cũng được Ren và Itsuki chứng kiến. Họ bảo Ata dừng lại nhưng ả vẫn nói nếu Melty đã bị tẩy não thì giết luôn. Naofumi phải dựng khiên lên để cản phá vô số đòn bắn cùng cung tên lao vào phía của Melty. Raptara tàn hình bước ra sau Mai đâm mã bằng cái kiếm vô hình. Trước lúc rời đi, Naofumi nhắn nhủ Ren rằng cậu đủ thông minh để biết điều gì đang xảy ra và quăng vật của giáo họ lại cho Ren. Melty lúc đó đã hỗ trợ cho họ bằng phép thuật của cô. Bả giận dỗi vì Naofumi lúc nào cũng gọi bả là nhị công chúa này nhị công chúa nọ. Thế là cả hai người cùng nhau học cách gọi tên làm hòa nhẹ lại. Bỗng người trong nhóm bóng tối của nữ hoàng xuất hiện, yêu cầu Naofumi tới gặp nữ hoàng để minh oan cho cậu và giải quyết mâu thuẫn giữa cậu và nhà vua. Thời gian họ sẽ thông báo sau. Ở phía xa, con quỷ điên Mai dường như đang đốt cả khu rừng. Tập 14. Mai đã cho đốt cả khu rừng và đổ tội cho quỷ khiên. Lối qua biên giới của bọn họ đã bị chặn đứng toàn bộ nên chỉ còn một nơi để đi, đó là quay về gặp nữ hoàng. Họ được ở nhờ vinh tự của lãnh chúa thân thiết bạn của Melty là lãnh chúa Reginald. Cậu rất thân thiện với á nhân và bảo vệ họ nên đã bị đày ra vùng biên giới này. Để Naofumi tin tưởng rồi cho nó cũng ăn thử trước những món ăn để chứng minh không có độc và cho mọi người ở lại đây qua đêm. Bất ngờ sáng hôm sau tên lãnh chúa láng giềng đã mách lẻo với quân đội rằng Reginald đang chứa chấp quỷ khiên nên là cậu đã bị bắt đi. Quân đội cũng bao vây kiểm soát xung quanh tòa nhà.
Mèo thì đứng ra để tên tứ quân Idol bắt về để bảo vệ an toàn cho Naofumi. Cô nói chỉ có mình cô ở đây. Rapsodera rất phẫn nộ khi gặp tên Idol vì hắn chính là kẻ đã hành hạ các ái nhân người thân của cô từ nhỏ. Trước đó, Mèo thì cũng bảo Philo chờ chúng tìm nên Philo cũng không bị quân lính tìm ra. Vì sự tin tưởng tuyệt đối mà Mèo thì dành cho Naofumi, cậu đã tin tưởng cô bé hơn và quyết định sẽ đến lãnh địa của tên lãnh chúa Idol giải cứu cho Mèo thì. Bên ngoài thành, người dân cùng ái nhân đang đòi thả lãnh chúa Rezonaut của họ ra. Naofumi lợi dụng sự hỗn loạn cùng Frastaria và Philo lao thẳng vào bên trong tấn công vinh thự. Tên Idol bắt đầu lộ bản chất khi hành hạ Rezonaut trước mặt của Mèo thì để cô khai vị trí của Quỷ Khiên. Cậu nói hay nhất của Rezonaut rằng: "Tôi không biết Quỷ Khiên đâu cả, tôi chỉ biết Khiên hiệp sĩ mà thôi." Naofumi tấn công nọc độc một tên lính và ép hắn khai chỗ của Mèo thì. Tên là Philo đã phá tường lao vào giải cứu cho cô bé. Lúc Philo xông vào, tên tứ quân uy hiếp kề dao vào cổ của Mèo thì. Khiên khổng chế của Naofumi đã hất văng hắn ra. Phần còn lại để cho Raptara giải quyết mối thù với hắn. Vẫn là những đòn roi tàn bạo ấy, nhưng Raptara đã có thể vẫn bước tiếp tục tiến tới dù không phản kháng. Một pha hất văng và đánh ngã hắn rồi kề kiếm trước cổ tên xem thường ái nhân này. Đó, chữa nó đi, anh hạ nó đi. Chờ đi van xin làm gì? Nỗi tủi nhục mà Raptara gánh chịu, nước mắt cô rơi xuống. Tập 15. Trong cơn hận thù của mình, Naofumi đã cứu giúp tâm hồn của cô. Liệu giết tên Idol thì có giúp người mất sống dậy, giết hắn rồi hận thù kia có vơi đi hay không? Hiểu ra được sự việc, Rapstara nếu giết hắn khác gì cô biến bản thân mình thành một kẻ đầy hù hận oán nghiệt như tên Idol. Cô chọn buông tha cho hắn để hắn phải sống cuộc sống còn lại với sự hận thù. Tuy được tha rồi mà mấy thằng trong phim này nó không có đầu để suy nghĩ với nhân tính hay gì á. Tên Idol rút kiếm tấn công lén cô nhưng mà Rapstara đã kịp đỡ đòn. Hắn chạm vào vết thương cũ trên tay, hất văng thanh kiếm của Rapstara đi. Cô rút thanh kiếm vô hình ra và đâm hắn. Trong những bước đi loạn trạng, hắn rơi xuống tòa nhà. Cả bọn đi ra và xuống nơi hầm ngục mà trước đây Rapstara bị giam giữ. Xuống đến nơi, mùi hôi, tù xích, dụng cụ tra tấn khiến Naofumi căm phẫn trước những hành động biến thái của tên Idol. Quá khứ trước đây, Raptoria cùng những người bạn sau trận càn quét của làn sóng thứ nhất, quân đội tới và ức hiếp bắt giam á nhân. Ngày qua ngày họ bị tên Idol hành hạ thân xác, sức khỏe giảm dần đi. Raptoria thì bị tên thương buôn mua lấy, còn những người bạn của cô bị bỏ rơi lại với bệnh tật. Họ cứu được vài đứa trẻ á nhân còn sót lại trong đây. Có cả Kira, người bạn cũ của Raptoria. Nhưng người bạn thân nhất là Rifana, cô bé ấy đã không qua khỏi, chỉ còn lại bộ xương và lá cờ mà ngày đó họ đã làm để chờ đợi một ngày khi hiệp sĩ đến cứu giúp bọn họ. Naofumi muốn Raptara tự tin lên vào bản thân, dù cô có giết người đi nữa, sự mạnh mẽ từng ngày của cô là để bảo vệ thế giới này không còn những người phải cam chịu và bị ức hiếp như họ ở quá khứ nữa. Ra đến bên ngoài, tên Idol dùng sức lực cuối cùng của hắn giải lời nguyền cho một con quỷ ở đây, một con quỷ cổ đại để tiêu diệt Quỷ Khiên, và tất nhiên nó cũng tiễn tên Idol bằng một đạp. Khó khăn lại ập đến với Naofumi. Tập 16. Con quỷ được triệu hồi nó như là một con bạo long to khủng khiếp, mà bà nhỏ Philo này bà không sợ ai luôn, gặp trận nào cũng lao lên đánh trước, thân thì tròn tròn rồi mà còn bị cái sung nữa. Mà Philo đánh con bạo long cũng như gãi ngứa luôn, cộng thêm trợ lực từ Khiên không chiến cũng không giúp Philo làm đau nữa được. Thấy được điểm phát sáng giữa bụng Philo và con bạo long, có thể là do sức mạnh hắc ám từ con rồng lần trước khiến nó đuổi theo Philo. Raptara giao Killer và những người còn lại cho lãnh chúa Van rồi họ dụ con bạo long ra khỏi thành phố để không ảnh hưởng đến người dân. Tới được ven hồ, họ tái hợp đội hình lao vào tấn công nó. Raptara chạy lại chém mà cái chân nó còn tạo ra một lực phản nữa chứ, chẳng chém vô. Bà Philo phải dùng thiết đầu công luôn cũng chỉ làm nó quỵ xuống một tí. Thấy tình hình không ổn, Naofumi muốn sử dụng Khiên thịnh nộ thì một giọng nói vang lên không cho cậu dùng và khóa chức năng Khiên đó lại. Sương mù bao phủ xung quanh và một đàn Philolia lao ra vây quanh khu vực. Từ dưới nước, một con Philolia to trình in, to bằng con bạo long và gấp mấy lần bà Philo xuất hiện. Đá cho con bạo long một cái thì nó nằm đo ván. Trời ơi, con chim này mà làm cúc chiên bơ để dành ăn được là ăn được mấy năm luôn ấy, to dữ lắm luôn. Sau đó nó hóa thân lại và đây là Victoria, nữ hoàng cai trị Philolia trên thế giới này. Cô ta được nuôi dưỡng từ một hiệp sĩ và phải trải qua nhiều đời thì mới to được như vậy, không khéo tuổi còn cao ấy. Naofumi muốn thu thập sức mạnh con bạo long, Victoria ngăn cản vì sức mạnh hắc ám sẽ gây nguy hại cho người dùng, nhưng Naofumi bảo sẽ kiểm soát được và cậu cũng cần sức mạnh để sinh tồn, nên là cô ta cũng đành để Naofumi thu thập năng lực từ bạo long. Rồi bọn họ đến tàn tích của cuộc chiến làn sóng đầu tiên trên nước này để tạm nghỉ ngơi. Đây cũng là nơi Victoria được dặn ở lại để bảo vệ. Naofumi nấu nướng cho mấy bà cô này xong còn phải nấu cho cả đống con Philolia ăn ké. Bởi làm được mà lọt vô bầy nữ này khổ lắm, tưởng được yêu thương ai dè làm người hầu thấy bà luôn. Ăn uống no say thì Victoria hẹn Naofumi ra nói chuyện riêng. Cô ta nói về sự mâu thuẫn giữa các hiệp sĩ. Vương quốc con người á nhân có thể xích mích, nhưng giữa tứ đại hiệp sĩ thì không được mất đoàn kết. Đó là điều tiên quyết để bảo vệ thế giới này. Vì không chỉ có đất nước này mà những nơi khác cũng có làn sóng, họ cần hợp tác để bảo vệ thế giới. Naofumi có nói những thứ cậu bị gánh chịu và bọn kia không tin cậu. Victoria dù đã rất mạnh nhưng không có hiệp sĩ cô không thể đạt ngưỡng tối cao, cho nên cô ta nói thẳng nếu bốn thằng bay còn mất đoàn kết thì bà tiễn bốn thằng đi đời luôn. Do nhiệm vụ của hiệp sĩ nuôi Victoria để lại chính là dặn dò cô bảo vệ thế giới này, và Philolia có thể hóa thành người như Philo chính là do họ được nuôi bởi hiệp sĩ. Còn ở kinh thành, Ren và Itsuki đã đến căn hầm bí mật của giáo hội Tam hiệp sĩ. Họ đang muốn tìm hiểu sự mờ ám mà Naofumi đã cảnh cáo Ren trước đó. Mai cũng rình mò quan sát bọn họ ở đây. Tập 17.
Trong buổi sáng hôm sau, bỗng nhiên Victoria Yamel thì trong một cái ngục gió và yêu cầu của cô ta là ép buộc Naofumi phải giải quyết mâu thuẫn với các hiệp sĩ, nếu không cô ta sẽ giết cả bốn để triệu tập những hiệp sĩ khác. Naofumi một mực từ chối vì điều đó là không thể khi chẳng ai tin cậu ta. Thế là Victoria muốn họ chứng minh họ đủ mạnh để không cần hợp sức mà vẫn có thể đẩy lùi làn sóng. Và người bị thách chính là Firo. Nếu thắng được cô ta khi cả hai ở hình dạng con người thì họ sẽ được thả đi. Và tất nhiên một bà sống cả mấy đời, còn bà mới lú sao mà đánh lộn lại được. Đòn tấn công của Firo dễ dàng bị né, phản ứng của cô ta quá nhanh. Naofumi khuyên cô bé của mình bình tĩnh sử dụng phép thuật từ hình dạng người kết hợp trí tuệ mà phán đoán. Khổ cái bấy lâu này con bé nó có đánh bằng đầu đâu, tung phép lốc xoáy ra cũng bị hóa giải. Thế là cậu tính giải cứu cho Melty thì bị Victoria đánh xuyên lớp thủ của cậu. Chức năng của khiên thịnh nộ cũng bị cô ta khóa lại không cho cậu dùng. Victoria tích tụ sức mạnh phép thuật từ không khí. Naofumi tin tưởng và nói Philo cũng sẽ làm được, cô bé hãy tự tin lên. Thế là Philo cũng bắt đầu tích tụ tập trung sức mạnh lại. Vào thời khắc đòn tấn công của Philo phá được lớp khiên của Victoria, cô đã chấp nhận Philo chiến thắng. Và đây là một thử thách dành cho cô bé. Từ bây giờ Philo sẽ là người kế nhiệm nữ hoàng Philolia của cô ta. Sau đó họ được chị thương và Melody cũng được thực hiện ao ước là được ngồi trên một con Philolia nữ hoàng khổng lồ. Buổi tối, Naofumi hứa sẽ thử cố gắng giải thích mọi chuyện với những hiệp sĩ còn lại. Victoria cũng giúp tặng một chút sức mạnh vào khiên để Naofumi khi dùng khiên tình nộ không bị ăn mòn, nhưng vẫn nên hạn chế sử dụng sức mạnh của khiên này. Do đã sống quá lâu, cô cũng dần quên mất hình bóng của vị hiệp sĩ nuôi dưỡng mình. Nhờ vào những hành động ân cần của Naofumi giúp Victoria được ấm áp phần nào trong tâm hồn già cỗi này, vì hiệp sĩ nuôi dạy cô ta cũng là một khiên hiệp sĩ. Bên phía Ren và Izuki, họ tìm đến được một hang động chứa bản sao của tứ đại huyền khí, nhưng không có gì bên trong và nơi họ đứng xảy ra một vụ nổ lớn. Tập 18. Victoria đưa bọn họ đến vị trí gần các hiệp sĩ. Để vào được bên trong, Naofumi cần băng qua một cổng thành. Lần này cậu chọn đối diện với những rắc rối và tiến đến thẳng cổng. Khi thấy quỷ khiên, bên lính cùng tên thương hiệp sĩ Motoyasu đã chặn đứng trước cổng. Không cần nghe lời giải thích từ cậu, tên ngu đần này đã lao vào tấn công tới tấp không để đôi bên có một thời gian giải thích. Lý lẽ của hắn cũng lại là Naofumi đã dùng khiên tẩy não nên hắn sẽ không tin cậu. Motoyasu liên tục tung kỹ năng của mình ra tấn công thẳng vào Naofumi. Những đòn thương của hắn như muốn lấy mạng của Naofumi. Motoyasu rất tức giận vì hắn lấy đâu cái thông tin đồn Naofumi đã giết Ren cùng Izuki. Thù hận thêm thù hận, tức tối tấn công chỉ muốn giết chết Naofumi ngay lập tức. Cậu cũng biện minh rằng tên Motoyasu có thấy xác chết hai người kia chưa, mà nói thật mấy thằng này nó chỉ giỏi động chân tay thôi. Nó có nghĩ ngợi gì đâu, người ta nói lý lẽ thì cũng là ngu dốt. Đúng là ngu dốt tham nam. Mai dựng nên một cái giới điện để tất cả phải chiến đấu ở trong đây. Hả ta tung ra những đòn bắn lửa thì Melty dập bằng nước. Với kỹ năng vừa học được từ Victoria, Philo dễ dàng tấn công trực diện với Motoyasu. Sau đó đội của hắn dùng đòn phối hợp tích tụ phép vào khai thương và tung một đòn tổng lực vào Naofumi. Khi thấy được đòn kết hợp đó, Naofumi cũng kết hợp với Raptara. Cậu dùng khả năng tàn hình của Raptara để ẩn đi khiên không chiến, rồi kết hợp với khiên thực hồn giả để hút hết năng lượng của Motoyasu khiến hắn không thể dùng kỹ năng. Raptara cũng tàn hình và tiếp tục đâm con ả điên Mai một nhát. Philo cùng Melty phối hợp đòn phép của hai cô bé lại chủ một lốc xoáy nước xoáy vào toàn bộ chúng. Người ta nói đánh tới vậy mà ông nội Motoyasu nói sức mạnh đó là do khiên tẩy não tạo ra. Trời là trời, cái này là cố chấp tới chết luôn rồi. Bất ngờ có một linh cảm gì đó nên Philo đã đá bọn chúng lại gần Naofumi và kêu bảo chủ nhân hãy dựng các lớp khiên lên để chặn một thứ gì đó từ trên trời đang rơi xuống họ. Naofumi dựng khiên tù lên để bao phủ họ và hai lớp khiên không chiến chặn trên đầu. Một sóng năng lực cực mạnh đánh thẳng xuống vị trí của họ đến nỗi không gian đất xung quanh tan chảy. Đó là quyền năng của bọn giáo hoàng và tên cầm đầu giáo hoàng đã bắt đầu thực hiện kế hoạch tạo phản của hắn. Với bọn chúng không cần chính quyền lãnh đạo, đức tin Chúa Trời sẽ soi rọi cho mọi con dân. Với những gì các hiệp sĩ gây ra thương hại đến dân làng, hắn với tư tưởng ơn trên sẽ chỉ dẫn để họ cầm quyền. Và Ren cùng Izuki cũng bị bọn chúng tấn công. Lúc này cái thằng đường Motoyasu này nó mới nhận ra mọi việc. Tập 19. Tên giáo hoàng sử dụng một loại vũ khí có thể biến hình thành một trong tứ đại huyền khí. Melty kể đây chính là bản sao của tứ đại huyền khí mà con người tạo ra để bắt chước vũ khí của bốn hiệp sĩ. Thông tin nó thất lạc được tung ra và nhà thờ đã chiếm giữ nó làm vật riêng. Tuy nhiên để sử dụng được vũ khí Fake này cần rất nhiều ma lực từ các phù thủy. Đó cũng là lý do cả đống tín đồ ở đây để búp sức mạnh cho nó. Motoyasu cũng tung vài đòn từ cây thương của hắn nhưng tất cả đều bị chặn lại bởi lớp khiên ảo được dựng lên từ một nửa sức mạnh của những tín đồ ở đây. Thấy không ổn, lần đầu tiên thấy cha nội này biết mở miệng nhờ vả, ông quay lại nói với Naofumi à, đến lúc anh em mình hợp tác rồi. Đúng là có chuyện thì lôi anh em, cứ chuyện xấu là để lên đầu người ta à. Đội của họ cũng dồn phép vào cây thương và Motoyasu lần nữa tung đòn kết hợp nhưng mà cũng không thể xuyên được lớp khiên phép. Hắn đã tích tụ được một ít sức mạnh và đánh đòn năng lượng vào cả đám. Naofumi thì có thể cản được nhưng sức mạnh đó cũng làm tay chân cậu run rẩy cả lên. Khi cả đám không biết làm gì tiếp theo, từ xa những đòn tấn công của Ren và Izuki bắn tới phá được một phần lớp khiên ảo khi hắn không đề phòng. Bất ngờ khi họ còn sống, đó là do ngày hôm đó đội quân bóng tối của nữ hoàng đã luôn theo dõi và cứu bọn họ kịp lúc. Rồi, đã đầy đủ. Cha đội Motoyasu mới chịu xin lỗi vì nghi oan mà cái bản mặt kiểu như, xin lỗi, được chưa? Nó vẻ mọi người, không có chút thành tâm nào cả. Cả ba người họ đều muốn hợp tác với Naofumi để cùng chiến đấu. Mà đâu có dễ, xem thường người ta bấy lâu giờ khơi khơi cái muốn hợp tác à. Naofumi đi bàn chiến thuật với Raftara, Philo và Melty còn sướng hơn. Sau đó cậu cũng trách móc những lỗi lầm của những hiệp sĩ kia đã tạo nên sự thù hằn của giáo hoàng. Ren thì không dọn xác rồng để mùi hôi thối gây lên bệnh dân làng.
Còn cái tên Motoyasu thì trồng cây cho người ta xong không tìm hiểu để cái cây biến thành nguyên con Pokemon hàng cỏ tấn công ký sinh vô dương làng đã vậy, thêm cái tội ngu dốt suốt ngày nghe lời xúi dục của con mụ mai luôn làm mọi cách để quấy nhiễu chính trị và làm một hiệp sĩ mà gái nói thì nghe không phân biệt phải trắng. Izuki thì tham gia kháng chiến để những người dân bơ vơ lạc lõng không nhà không cửa không miếng ăn. Ba tên này chỉ là nghĩ cho bản thân, đợt làn sóng trước cũng chẳng tên nào chịu liên kết mà mạnh ai nấy đánh không nghĩ đến cho người dân. Nofumi phải nói lên tất cả những thứ bấy lâu nay cậu luôn đi dọn dẹp cho bọn người này. Nhưng mà đã hứa với Victoria nên Nofumi chấp nhận hợp tác, ít nhất là chỉ khi chiến đấu cùng nhau, xong trận chiến thì nhà ai nấy ở. Thế là lần đầu tiên tứ hiệp sĩ cùng những thành viên trong đội cùng tác chiến chống lại tên giáo hoàng. Hắn cũng đã tích tụ ma lực của các tín đồ nạp vô huyền khí và dựng lên một nhà thờ không gian ba chiều bao bọc lấy bọn họ. Tập 20, nữ hoàng đã đích thân ra trận cùng đội quân của bà ta. Họ đang tiến gần đến nhóm của tứ hiệp sĩ. Tại cuộc chiến, những đòn tấn công của mọi người đều bị giáo hoàng chặn đứng bằng những lớp khiên ảo từ ma lực của các tín đồ. Nofumi cùng Philo gặm cha nội Motoyasu cùng lao tới tên giáo hoàng. Cậu bảo Motoyasu khi tới gần hãy tấn công cậu. Thế là thương hiệp sĩ đánh một đòn trực diện vào khiên. Khiên của cậu trả lại một đòn lửa cực mạnh vào hướng của giáo hoàng. Nhưng mà lời nguyền thiêu cháy đó cũng không ảnh hưởng được đến hắn. Hắn cũng đã dùng khá ma lực để cản đòn của tứ hiệp sĩ, nên bây giờ hắn yêu cầu các tín đồ hãy cầu nguyện và hiến dâng ma lực thêm dù cho họ có thể chết. Nhưng hắn xem đây chính là sự hy sinh cho cuộc chiến giữa chúa và quỷ. Thấy đánh đấm không ăn thua, ba cha nội kia quay sang hỏi khiên của ông Nofumi còn gì để chơi không, bởi vì họ nghĩ Nofumi mạnh là nhờ cầm chiếc khiên chứ cấp độ của cậu còn ít hơn cả bọn họ. Đúng là hết nói nổ mấy ông nội này luôn, làm gì cũng xem thường người ta hết gì trời. Thế là Nofumi, với sự đồng ý của Fraptara, cậu sử dụng là khả năng khiên thịnh nộ. Giải thoát cơn giận dữ của con rồng nó bắt đầu xâm chiếm trí óc của cậu. Hình ảnh Nofumi từng bị sỉ nhục xem thường chà đạp tư cách đang xen nổi hận thù của con rồng nó nuốt chửng tâm trí của cậu. Tất nhiên bây giờ đây khiên hiệp sĩ đã không còn một mình. Kỷ niệm những ngày đầu với cô bé Fraptara, quá trình nuôi dưỡng Philo, sự đồng hành và tôn trọng của Melty, ba người họ ở trong ký ức giúp Nofumi không bị nổi hận thù nuốt chửng, vì họ đã bám chặt vào cơ thể rực lửa của cậu, chịu sát thương để mang cậu trở về. Thấy được tình cảm của ba cô bé dành cho mình, giờ đây cậu đã mở miệng cúi đầu xin sự hỗ trợ tác chiến từ Ren, Motoyasu và Izuki. Họ cũng kinh ngạc khi thấy cậu cúi đầu xin giúp đỡ, nhưng từ đầu cả bọn đã đồng ý hợp tác cùng nhau trong trận đấu này. Thế là mọi người theo kế hoạch của Nofumi, Izuki cùng Melty, Monty sử dụng phép tầm xa tấn công buộc giáo hoàng dùng khiên chắn đỡ. Ren và Raftara lao vào tấn công tầm gần để quấy nhiễu hắn. Sau đó Mai búp thẳng sức mạnh vào thương của Motoyasu và phóng thương vào thẳng người của hắn. Thương được dùng sức mạnh vào một đầu nên phá được hết lớp khiên và găm vào người của hắn. Nofumi và Philo phối hợp kêu thức tạo ra một cánh lửa phượng hoàng và cú cắn hình rồng tung đòn cuối cùng. Ngỡ đã kết thúc, nhưng tên giáo hoàng này đúng là được búp ma lực giàu kinh khủng. Hắn kích hoạt ảo ảnh bên trong làm quấy nhiễu tâm trí và giảm tầm phán đoán của mọi người. May thay nữ hoàng đã đến kịp, từ bên ngoài bà dùng phép thuật băng nhà tù để giam cầm chân tay của hắn. Nofumi cũng mở được một kỹ năng mới từ khiên thịnh nộ và quyết định dùng nó, chính là máu hy sinh. Cơ thể Nofumi bị vô số sát thương để hiến dâng máu cho chiêu thức. Một xích máu từ dưới lòng đất trồi lên cạp lấy giáo hoàng và đưa hắn về lại biển máu. Ảo ảnh và nhà thờ dần dần biến mất. Nữ hoàng đã tới nơi và buộc các tín đồ đầu hàng. Nofumi do chiêu thức vừa rồi nên cơ thể cậu bị tổn thương nghiêm trọng. Nữ hoàng bảo sẽ không để cậu ta chết và bà ta tên là Miralia. Tập 21. Nofumi đã được đưa về bệnh viện hoàng gia và được đích thân nữ hoàng điều trị. Cậu đã ngủ ly bì 3 ngày 3 đêm và các cô nàng của chúng ta luôn xoay quanh cận kề chăm sóc. Nữ hoàng ngay sau đó đã đến nơi nói chuyện với khiên hiệp sĩ. Trước khi tứ hiệp sĩ được triệu hồi đến thế giới này, nữ hoàng đã ra khỏi lãnh thổ để đến dự hội nghị các nước về vấn đề làn sóng. Thường thì sau khi hội nghị kết thúc, các nước sẽ triệu hồi một trong tứ hiệp sĩ để giúp đỡ nước họ. Nhưng khi bà ta đang trong hội nghị, ông vua và Monty đã triệu tập cùng một lúc 4 người để bảo vệ cho đất nước này. Điều này làm nữ hoàng phải đi đến từng nước giải thích và xin lỗi. Việc ông vua ghét khiên hiệp sĩ là do những xích mích trước đây với khiên hiệp sĩ đời trước. Nữ hoàng cúi đầu xin lỗi và sẽ trao thưởng danh giá cùng 500 xu vàng cho cậu. Biết rằng không thể xoa dịu nỗi đau ức bấy lâu trong lòng Nofumi, nên ngày mai bà ta mời cậu đến cung điện. Nữ hoàng sẽ xử tội ông vua và Monty trước toàn dân để rửa oan cho cậu. Vì đây là đất nước mẫu hòa nên nữ hoàng là người có quyền lực cao nhất. Và vào ngày hôm sau, bốn hiệp sĩ đã có mặt tại đây. Truyền hình phép được chiếu tại quảng trường để người dân có thể theo dõi buổi phán xét. Hai tội phạm hoàng tộc là vua và Monty được xích lại và dẫn ra vành móng ngựa. Để xác định độ trung thực của Monty trong câu trả lời, nữ hoàng đã cho vẽ con dấu nô lệ lên cô ta. Nếu cô ta nói dối những câu hỏi của nữ hoàng thì Monty sẽ bị dấu ấn làm đau thân xác. Tội của Monty chính là phối hợp với bọn giáo hoàng phản quốc triệu tập tứ hiệp sĩ, làm nhục danh dự của cậu, đổ oan tội xâm chiếm cơ thể của cô cho Nofumi, cố tình cấu kết giáo hoàng để giết chết Melty hòng chiếm ngôi, đốt rừng nơi Melty đang ẩn nấp. Rất nhiều tội danh được nêu lên nhưng cô ta không một lần xác nhận sự thật và mỗi lần nói dối như vậy Melty đều bị dấu ấn hành hạ. Motoyasu cũng muốn binh vực cô ta, thế là dấu ấn nô lệ được đổi chủ sang cậu. Khi cậu hỏi đêm đó Nofumi đã xâm hại cơ thể cô đúng không, bà nói đúng, thế là ăn chan tra tấn của con dấu. Motoyasu cũng mất đi lòng tin với Melty. Đất vua thì vì hận thù riêng xem thường khinh biệt khiên hiệp sĩ, tất cả tội danh của bọn họ đã làm thiệt hại tính mạng của bá tánh khắp nơi. Đất nước bị thù trong quấy nhiễu nên nữ hoàng đã phế hoàng tộc và xử tử cả hai ngay lập tức. Cả hai người họ bị dẫn ra pháp trường trước sự chế nhiễu và trách móc của người dân khắp nơi. Monty van xin sự giúp đỡ từ Motoyasu nhưng cậu ta cũng chẳng muốn nhìn thẳng mặt. Lúc nữ hoàng sắp ra lệnh xử tử, Monty nhìn vào Nofumi và van xin sự cứu giúp từ khiên hiệp sĩ. Nofumi đã bước ra và nói không nên để hai người họ chết dễ dàng như vậy.
để họ sống với những cái tên như là ông vua thì là cặn bã, Monty là con bitch, để họ đối diện với lỗi lầm. Thật ra đây chính là cách cứu hai người họ của Nofumi. Nữ hoàng thầm cảm ơn cậu và sẽ ban thưởng những gì cậu xứng đáng nhận được. Nofumi cũng chẳng bận tâm tiền tài danh vọng, cậu ta nói sẽ giúp đỡ đất nước của bà và cả những nước khác nữa, đó là trách nhiệm của tứ hiệp sĩ. Trong lúc chia tay tiễn Nofumi đi du hành, nữ hoàng đã thầm biết ơn cậu rất nhiều vì bà cũng không nỡ xử tử người thân của mình. Nếu lúc nãy Nofumi không cứu giúp thì bà đã định tự sát để chuộc lỗi cho đức vua và Monty. Trên đường đi, binh lính và người dân đã xếp hàng tiễn đưa cậu. Mel thì chạy tới rơi nước mắt trước những gì Nofumi đã làm cho gia đình và đất nước của cô. Cô cảm ơn và họ sẽ sớm gặp lại nhau. Lần đầu tiên Nofumi bước qua cánh cổng này mà không còn tủi nhục, danh dự nhân phẩm cậu lại được trả lại như một hiệp sĩ. Tập 22. Nofumi được nữ hoàng triệu tập. Trên đường quay trở lại, nhà thờ tam hiệp sĩ đã được sửa lại thành 4. Cậu dẫn Raptara cùng Philo vào bên trong và sử dụng chức năng nhảy cấp. Tuy nhiên hai người họ lại không thể chọn cấp độ mà họ mong muốn, rất có thể do những vũ khí đặc biệt hay là chức năng đặc biệt như cọng tóc nữ hoàng của Philo đã cản trở. Lần này được triệu tập, nữ hoàng muốn tổ chức một cuộc họp cho 4 hiệp sĩ. Trong cuộc họp, bà ta nói ngoài Nofumi thì những người còn lại sẽ chết trong làn sóng tiếp theo nếu sức mạnh của họ chỉ có vậy và không đoàn kết. Thế là mọi người nói ra những thông tin mà họ biết về huyền vũ khí để trao đổi với nhau để giúp nhau mạnh hơn. Có một bãi farm ngoài đảo giúp 4 hiệp sĩ cày cấp nhanh chóng. Và tất nhiên Nofumi ngồi nghe mấy cha nội kia nói mấy lời ba hoa mỹ lệ, rồi ông nào cũng đâm chọt ông nào như một cái chợ, nên là cậu cũng chẳng muốn nói chuyện tiếp với mấy tên đần này. Sáng hôm sau họ chia tay và lên đường ra đảo. Với những thông tin hôm qua mà ba người kia nói, Nofumi mở được chức năng sao chép cho vũ khí, tức là nạn nhân chính là ông chú bán vũ khí. Cha nội vào cửa hàng người ta dùng chiếc khiên sao chép hết những khiên khác của ông chú mà không cần tiền mua. Trời đất ơi, lạy hồn luôn. Ông chú la làng lên vì tên lưu manh Nofumi này. Thế là đành phải ghi sổ nợ đợi hắn về có tiền rồi tính tiếp chứ sao giờ. Khổ thân, giúp nó ủng hộ tinh thần từ đầu game tới giờ mà nó còn chơi khăm mình nữa. Cả ba cũng ghé qua ngôi làng của Fraptara để cô thăm viếng người thân và bạn bè mình. Nofumi dự định phải làm gì đó cho nơi đây. Tại đây cậu gặp được hai người du hành bí ẩn. Fraptara và Philo lo lắng một ngày nào đó Nofumi sẽ rời bỏ bọn họ. Cậu cũng đành an ủi, hứa sẽ không rời xa họ, ít nhất là cho đến khi họ thật sự vui vẻ và cậu sẽ đi. Tập 23. Mọi người đã lên thuyền để ra đảo luyện tập. Họ gặp lại hai người bí ẩn lúc trước cũng đang ra đó để cày cấp. Họ là Desi và Eo. Có lẽ hai người họ từ nước khác nên là Eo phải dùng phép dịch ngôn ngữ thì Fratara mới hiểu được. Khi Nofumi nói tên mình thì hai người họ phi cười vì nghĩ cậu giả danh tên của khiên hiệp sĩ, người được coi là quái vật biểu tượng của cái xấu, cướp đoạt của cải. Ông Nofumi cũng chịu với hai ông bà này luôn. Nofumi tính lên nói về những thông tin vũ khí bản sao chép cậu vừa tìm được thì ba cha nội hiệp sĩ kia bị say sóng. Mặt cha nào cha đó như chết tới nơi. Mấy chả đổ thừa Nofumi có cái khiên ăn gian nên không bị say sóng như mấy ổng. Lạy ba tên đần này. Desi khi biết Nofumi có thể chạm đá quý thì đã nhờ cậu chế tạo phụ kiện từ những viên đá cô kiếm được. Và cả bọn đã tới được đảo Komira sau một đêm dài sóng đánh. Mấy ông kia ông nào cũng nằm cán thương bưng ra sau đêm dài trên thuyền. Đây là quần đảo mà truyền thuyết kể rằng tứ hiệp sĩ từng đến luyện tập. Ewa cùng Desi muốn gia nhập nhóm của Nofumi để cùng nhau cày kinh nghiệm và Nofumi cũng đã đồng ý. Nhóm của Nofumi đi cày kinh nghiệm trước với những con quái nhỏ ở đây cũng được tận 190 kinh nghiệm. Bỗng nhiên mấy cha nội hiệp sĩ khác cũng đến khu vực này. Vì vũ khí của họ tương khắc nên khi ở gần sẽ không nhận được kinh nghiệm. Ba ông nội lại lem bèm tranh giành. Thôi tặng cho máy bay đó. Nhóm của cậu qua đảo nhỏ khác gần đó. Những con quái to cho cả đám tận 3.000 kinh nghiệm. Vũ khí của Fraptara cùng Philo đang dần reset và không còn mượt mà như trước nữa. Từ chiếc khiên hấp thụ con quái vừa đánh xong, Nofumi tạo ra vũ khí tạm thời cho hai người họ. Cả nhóm ở trên đảo đến tối để cày thêm vài điểm kinh nghiệm. Ewa cùng Desi đã tìm họ vì sợ họ mất mạng khi luyện tập. Vì Ewa xem những người bạn này như là những thành viên trong đội, phải có trách nhiệm quan tâm. Một đêm lễ hội diễn ra, không khí tiệc tùng thoáng chốc yên bình của cả bọn. Hôm sau, Nofumi đưa phụ kiện cậu chế tạo cho Desi. Cô rất thích và trả cho cậu cả đống tiền vàng. Nhóm 5 người cùng ra đảo và cày kinh nghiệm cùng nhau. Ewa tấn công với chiếc lưỡi liềm, còn Desi thì dùng phép thuật lửa xanh rất kỳ lạ tấn công từ xa. Ngọn lửa này lại không gây hại đến Nofumi. Sau ngày dài luyện tập, Nofumi hẹn sẽ cùng cày kinh nghiệm với Ewa và Desi tiếp. Do hôm rày cả bọn cũng đã mệt nên là hôm nay Nofumi dẫn hai bà nhỏ nhà mình đi tắm biển. Raftoria thì thôi, ai mặc đồ biển nhìn cũng dễ thương hết. Philo tìm được một lâu đài dưới biển và dắt Nofumi cùng Raftoria đến xem. Tại đây cả nhóm phát hiện được một chiếc đồng hồ chạm rồng đang báo hiệu làn sóng tiếp theo chỉ còn 48 tiếng nữa. Tập 24. Họ quay về báo tin tức làn sóng cho nữ hoàng. Bà đã triệu tập một đội quân cùng tứ hiệp sĩ để lên thuyền chiến đấu. Dựa vào vị trí đồng hồ chạm rồng, trận chiến này họ sẽ đánh trên mặt biển. Người dân của đảo cũng đã được lãnh chúa của họ đưa đi sơ tán. Ewa cùng Desi cũng trên một con thuyền khác tham chiến. Thời gian đã tới, toàn bộ tàu được dịch chuyển đến vùng chiến với làn sóng. Các quái vật từ lỗ xoáy trên không xuất hiện. Binh lính dùng những bơm rượu trong thùng gây nổ và tấn công cùng tiêu diệt những con nhỏ. Còn to nhất như một thủy quái với chiếc sừng khổng lồ. Dựa vào khả năng dưới nước của Philo, Nofumi đi cùng cô bé xuống dưới để sử dụng khả năng khiêu khích con quái vật lên khỏi mặt nước để cho những người khác tấn công. Họ đã thành công dẫn dụ nó lên khỏi mặt nước. Ren, Motoyasu, Itsuki cùng lúc dùng chiêu thức tấn công vào nó. Nhưng mà ba cha nội này được vẻ bề ngoài không hề xi nhê gì cả.
Nó chả đam bằng những tia hủy diệt thẳng vào những con tàu. Những con quái nhỏ cũng leo lên tàu và tấn công mọi người. Melody bị một con bắt kéo xuống nước. Heo hoặc đã xuất hiện và cứu giúp cô bé. Với đòn lốc xoáy, anh ta hạ gục toàn bộ con quái dễ dàng. Nofumi đề nghị hợp tác, cậu sẽ dẫn dụ con quái lên cho Heo hoặc tiêu diệt. Họ tác chiến như lần trước từng hợp tác để cày kinh nghiệm. Khi Nofumi dẫn con quái lên khỏi mặt nước, Ewa cùng Daisy tấn công vào trung tâm ngực của nó. Daisy cũng bứt xét vào đòn lốc xoáy của Ewa để tạo ra chiêu thức kết hợp tiêu diệt được con quái to nhất. Nofumi đến để cảm ơn anh, còn ba tên hiệp sĩ kia thì tới ăn hôi vật phẩm khi đánh quái. Bỗng nhiên Ewa xem thường những người tự xưng là hiệp sĩ này không đủ sức để tiêu diệt quái làn sóng. Anh ta vung đòn đánh thẳng vào bốn người, mỗi Nofumi là chủ được. Họ tự xưng là những hiệp sĩ từ thế giới khác và lý do gì đó mà họ cần bảo vệ nên họ muốn đánh với Nofumi. Bỏ qua những quen biết cũ, Nofumi và Fraptara cùng Philo nhất quyết đánh trận này để bảo vệ cho lý tưởng đôi bên. Ba tên hiệp sĩ kia cũng sĩ diện lao vào đánh và bị đánh gục không thương tiếc. Daisy dùng ánh sáng từ những viên ngọc tấn công những đoàn tàu nhưng không làm hại binh lính để họ không can thiệp vào trận đấu này. Heo hoặc có một chiêu thức khi đánh vào Nofumi, sức thủ của cậu càng mạnh thì đòn đánh sẽ gây sát thương ẩn lên Nofumi. Melody nói và nói bọn họ cần dọn dẹp làn sóng và quay về. Nofumi cũng chịu đánh đàng hoàng. Cậu nói hết chiêu thức của mình và cách vận hành của khiên thông chiến. Nếu Heo hoặc dùng đòn hồi nãy vào khiên thông chiến thì Nofumi cũng sẽ chẳng có hề hấn gì. Khi giao chiến, Nofumi dùng khiên độc và các lớp khiên không chiến để hỗ trợ cho Philo. Fraptara tàn hình và tấn công vào Ewa. Daisy thì bị chiêu thức của Melty cản đỡ. Hai bên đánh qua lại như một trận chiến giao hữu. Họ thấy thích thú vì trận đánh, nhưng từ trên cao, Thủy Tinh lần nữa đáp xuống. Cô ta nói dựa vào hình dạng của chiếc khiên, cô ta biết Nofumi nãy giờ chưa hề đánh hết sức để chiến đấu cùng Ewa mà cũng đã có thể gây thương tích cho cậu ta. Không còn nhiều thời gian và Thủy Tinh tự thân chiến đấu cùng với Nofumi. Tập 25. Thủy Tinh liên tục lao vào tấn công và muốn Nofumi sử dụng khiên thịnh nộ. Nhưng khi Nofumi dùng khiên thật giả, cô ta dường như đề phòng và tránh né. Daisy và Thủy Tinh dùng đòn kết hợp nhưng lần này Nofumi đã có thể chống đỡ nổi. Kết quả quá trình tăng cấp trên đảo thực sự không uổng công. Để giải quyết trận chiến này nhanh chóng, Nofumi muốn 1-1 với Thủy Tinh. Raftara, Philo, Melty sẽ lo hai người còn lại là Ewa và Daisy. Trong lúc chiến đấu, Thủy Tinh cho Nofumi xem thế giới của cô ta và cô ta cũng là một hiệp sĩ như bọn họ. Dường như khi làn sóng xuất hiện, chính là lúc hai thế giới dùng những hiệp sĩ để chiến đấu với nhau. Trước những đòn tấn công, Nofumi phản lại bằng khiên đầu chó rồi lập tức thay đổi sang khiên thực hồn giả. Quả nhiên khiên này hút năng lượng với người khác, còn với Thủy Tinh là hút thẳng sinh lực của cô ta. Cứ thế này Nofumi có thể giết chết Thủy Tinh, cậu cho cô ta rút lui để kết thúc làn sóng. Nhưng họ vẫn có những thứ cần bảo vệ trong thế giới của họ, chỉ khi một trong hai bên chết đi thì làn sóng mới kết thúc thật sự. Thủy Tinh uống thuốc nạp lại năng lượng, đánh bật Nofumi. Raftara quay lại hỗ trợ cậu, nhưng đây là thế giới của họ, Nofumi quyết định dùng khiên tình nộ kết hợp máu hy sinh để kết thúc một lần và mãi mãi. Dù cậu có chết thì cũng phải bảo vệ thế giới của những người bạn của mình. Đòn hy sinh được tích tụ, chuẩn bị tung ra. Một cô gái từ đầu Izuki được nữ hoàng mệnh lệnh mang đống rượu tới phát nổ. Mùi cồn loan tỏa làm cho Thủy Tinh không thể tiếp tục chiến đấu. Ewa cùng Daisy tới đưa Thủy Tinh đi. Lần này họ nói để Nofumi chiến thắng và đợt tiếp theo họ sẽ là người mạnh hơn. Cứ thế cả ba cùng làn sóng từ từ tan biến và ánh mặt trời trở lại. Trận chiến đã kết thúc, nhưng biển đang có bão nên mọi người ở lại đảo vài ngày. Lúc ở đây, Nofumi luôn nghĩ về việc làn sóng và hiệp sĩ của hai thế giới chiến đấu với nhau. Cậu vẫn chưa biết lý do và nguyên căn làn sóng xuất phát từ đâu. Để chuẩn bị cho trận chiến lần tới, họ cần thêm nhiều thành viên và rèn luyện họ, vì cũng chẳng trông mong gì vào ba tên hiệp sĩ kia. Cô gái Risa bị đuổi khỏi nhóm Izuki do cô bị Vu Oan làm hỏng món đồ gì của hắn. Cô cũng là người góp công quăng những chiếc thùng rượu giúp kết thúc trận chiến nên Nofumi nhận cô vào đội để rèn luyện đến khi cô minh oan được cho mình với tên Izuki. Để cảm ơn khiên hiệp sĩ, nữ hoàng đã thực hiện một việc theo yêu cầu của Nofumi. Và trước đó như thường lệ, dẫn gái về ra mắt ông chú. Đúng là thằng này nó cũng ít có hút gái lắm. Nofumi gom một ít đống đồ từ ông chú và dẫn Fraptara đến một nơi làm món quà cho cô. Điều Nofumi muốn nữ hoàng thực hiện chính là để cậu làm lãnh chúa vùng đất làng của Fraptaria. Cậu sẽ dựng lên một đế chế á nhân và người chung sống tại đây. Sau đó cậu sẽ rèn luyện binh lính để chuẩn bị tinh thần cho trận chiến tới. Sau những gì Nofumi đã chuẩn bị chu đáo cho Fraptara, cô bật khóc, cô nói lên hết nỗi lòng mình bấy lâu. Cô nghĩ Nofumi làm như vậy là để chuẩn bị cho bọn họ khi cậu hy sinh. Cô không muốn Nofumi trở về thế giới, kể cả khi không có làn sóng, hãy ở bên cạnh họ mãi mãi, đừng rời xa. Nofumi giờ đây đã có định hướng, những người bạn cậu gặp trong đây, những niềm tin, những trách nhiệm, mọi thứ bây giờ dường như chỉ mới bắt đầu, và đây cũng là nơi để trở về. Không biết tương lai ra sao, Nofumi muốn Fraptara sẽ tiếp tục là thanh kiếm của cậu. Cô nhảy òa lên và ôm hôn lấy cậu. Chưa được 3 giây nữa thì bà quỷ nhỏ cùng cả đống người rình mò họ nhào ra. Philo cũng lao vào ôm lấy Nofumi, bà cũng rủ Melody vào ôm ké nè, mà nữ hoàng nhi của chúng ta chắc đang ngại. Tập 1. Sau khi đẩy lùi làn sóng Tây Ương ở phần trước, thì nữ hoàng đã giao cho Nofumi cai quản làng Lurolona, quê hương của Raftalia. Mọi người đang cùng nhau xây dựng và luyện tập chăm chỉ để nâng cao năng lực của quân đội dưới trướng của Nofumi. Một đàn dơi từ đầu xuất hiện tấn công làng của Nofumi và như mọi khi, chúng ta cùng chờ đón sự trở lại của Philo và Raftalia. Cả hai đã nhanh chóng dọn dẹp bọn chúng. Khi Nofumi hấp thụ chúng thì đây gọi là ma vật dơi, chúng đến từ chiều không gian khác. Bỗng dưng cậu cảm nhận được đồng hồ đếm ngược làn sóng Tây Ương đã dừng lại và mọi người hiện lên một con số xanh dương
và một rung chấn đã xảy ra. Sau đó, tất cả được triệu tập đến cung điện. Họ được nữ hoàng thông báo một con quái thú huyền thoại đã hồi sinh mệnh danh là Linh Quy. Lũ dơi có thể là do nó tạo ra. Nhưng khi nghe đến đây, như mọi khi, ba cái thằng quỷ hiệp sĩ kia liền đứng lên và rời đi. Ba cái thằng này nó nói là bọn nó đến đây là để diệt trừ làn sóng, còn những thứ khác thì chúng không có thời gian để quan tâm. Rishia muốn ngỏ ý quay lại với nhóm của Itsuki, nhưng mà bọn chúng không cần kẻ yếu kém như cô nên đã bỏ mặc cô lại. Sau đó, Naofumi dẫn mọi người đi sắm vài món đồ chơi để họ chuẩn bị đến Linh Quy Quốc để tiêu diệt quái thú Linh Quy. Rishia cũng được Fraptalia dẫn đến chỗ của Perosgard để đóng ấn nô lệ cho cô gái nhút nhát này. Qua đó có thể dùng sức mạnh của khiên hiệp sĩ tăng cường khả năng phát triển cho cô. Và hành trình đến Linh Quy Quốc của họ cũng đã bắt đầu. Bà nhỏ Philo đang nói chuyện với nữ hoàng Victoria thông qua mấy cọng tóc xoay xoay này. Nhìn nó tếu tếu sao á? Nữ hoàng nói với Naofumi rằng nếu các hiệp sĩ không cùng hợp tác thì Naofumi vẫn có thể tự lo vụ này. Ngoài ra, bà còn dặn cha Khiên và cha Thương mà còn không chịu hợp tác là bà giết cả 4 thằng hiệp sĩ luôn, đừng có nhờn nha. Khi đến Linh Quy Quốc, họ đã bị một loại ma vật Linh Quy tấn công dồn dập. Chốt kiểm soát của người dân cũng bị tấn công. Ngục Khiên đã được dùng để bảo vệ những người dân gần đó. Fraptalia cùng Philo sẽ lao lên tấn công dẹp bớt bọn chúng. Rishia sẽ sơ tán người dân. Naofumi dùng khiêu khích dẫn dụ bọn chúng đến một góc sau đó tấn công chúng bằng khiên lốc xoáy. Nhưng mà số lượng ma vật còn rất nhiều, thế là khiên phẫn nộ đã được triệu hồi. Nguồn năng lực hắc ám này tỏa ra từ chiếc khiên, nó thành cuộn sóng và thiêu đốt sạch bọn chúng. Rồi tự nhiên một cô gái bí ẩn xuất hiện yêu cầu thằng chả giết bà luôn. Tập 2. Cô gái kỳ lạ đó sau đó biến mất. Một cuộc họp quân sự giữa nhiều quốc gia đã diễn ra nhằm tìm ra cách tiêu diệt Linh Quy. Linh Quy Quốc là quốc gia thiệt hại nhiều nhất. Baba và Ekelia cũng đã đến đây để hỗ trợ cho khiên hiệp sĩ. Ekelia là người đã hỗ trợ cho Naofumi huấn luyện mọi người ở làng Lurolona dùng kiếm. Quay lại với cuộc họp, mọi người lúc này đang nhắc đến thất tinh hiệp sĩ. Họ là những người được chọn để sử dụng một trong 7 loại khí cụ. Có người thì được triệu hồi từ thế giới khác đến, có người thì được chọn từ thế giới này. Nữ hoàng cho rằng sức mạnh của bọn họ vẫn yếu hơn Naofumi nhiều. Đột nhiên cô gái vừa nãy xuất hiện, cô ta tự xưng mình là vương phi nhiếp chính của cố vương Linh Quy Quốc với tên gọi là Oster Horai. Oster nói mình thực chất là ma vật được tạo ra từ Linh Quy. Nhiệm vụ của cô là quyến rũ các người cầm quyền rồi khiến cho các quốc vương mâu thuẫn để chiến tranh diễn ra. Qua đó, cô ta có thể thu thập linh hồn những người đã chết mang về cho Linh Quy. Linh Quy sử dụng năng lực linh hồn đó để ngăn chặn làn sóng Tây Ương vĩnh viễn nhằm bảo vệ cho thế giới này. Khi nào cô ta thu thập linh hồn không đủ thì cô ta sẽ triệu hồi Linh Quy thức tỉnh để Linh Quy tàn sát tất cả để thu thập linh hồn. Ngoài cô ra thì không ai biết được cách đánh thức Linh Quy, hoặc là chỉ có tứ đại hiệp sĩ khi giết cô mới biết cách giải phóng Linh Quy. Nhưng có kẻ nào đó đã triệu hồi Linh Quy và giờ đây vị thần này đang phải chịu sự điều khiển của anh ta và ra sức tàn sát mọi người. Cô rất mong là được hợp tác cùng mọi người để ngăn chặn Linh Quy lại. Naofumi đã lãnh đạo nhiều đội quân và tìm ra địa chí vị lý thuận lợi để có thể mọi người dẫn dụ Linh Quy tới. Vì Linh Quy sẽ xuất hiện ở nơi có nhiều sinh mệnh nên là máy bắn pháo cũng đã được chuẩn bị sẵn. Vấn đề còn lại là làm thế nào để chặt đầu nó. Fraptalia và Philo cũng được ông chủ cửa hàng vũ khí là Elsart gửi cho vài vũ khí mới trong đêm. Tập 3. Linh Quy đã xuất hiện. Ekelia sẽ dẫn dắt kỵ binh dẫn dụ Linh Quy vào khu vực họ mai phục. Sự xuất hiện của Naofumi cùng lá cờ của khí hiệp sĩ cũng làm tăng nhỏ khí của binh sĩ. Một đám ma vật dơi đã xuất hiện gần đó. Naofumi đã dùng khiên khiêu khích để dẫn dụ chúng tách khỏi đoàn kỵ binh để họ tiếp tục dẫn dụ Linh Quy vào vị trí mai phục sẵn. Bên này, Osti đã dùng năng lực của cô chính là điều khiển trọng lực để bọn ma vật không thể di chuyển và Fraptalia cùng Philo sẽ dọn dẹp bọn chúng. Bên phía quân đội, họ đang tập trung sức mạnh của các vũ khí để tấn công vào một bên chân của Linh Quy để không cho nó di chuyển. Thiệt hại là 50% quân số. Tướng quân của Linh Quy Quốc đã quyết định là quyên sinh kích bom để có thể cầm chân Linh Quy lại. Ông đã thành công trong việc khống chế nó. Lúc này đội kỵ binh của Escola đã tiến tới tấn công nhưng mà Rishia tìm thấy trong sách thông tin rằng khi mà không thể di chuyển thì Linh Quy sẽ chuyển sang dạng tấn công tầm xa. Ngay lập tức trên mai của nó đã xuất hiện những mũi gai và đâm thẳng vào toàn bộ binh lính khiến cho binh lính tuột dốc không phanh. Naofumi phát hiện những nơi có dấu chân của Linh Quy sẽ không bị gai tấn công nên là họ đã lần theo đó mà áp sát vào nó. Đòn phán quyết mà giáo hoàng từng sử dụng đã được quân đội ma pháp thực hiện. Họ đã tấn công và tạo ra được một rãnh hở vết thương trên cổ của nó. Ngay lúc này đây, Fraptalia cùng với Philo lập tức lao tới dùng sức mạnh của cả hai để tấn công thẳng vào vết thương đó.
Nam Phủ Minh tạo một lớp khiên để đâm thẳng vào đó, nhưng mà vẫn chưa đủ lực để có thể cắt đứt đầu của Lan Quy. Earthstay cũng dùng sức mạnh của cô để bóp thêm sức mạnh cho tấm khiên. Ngay lúc này đây, Raptor Philo xông lên. Họ được Risa tạo khiên ma pháp và lao tới. Cuối cùng thì sức mạnh của hai cô bé và mọi người cũng đã thành công khi mà đầu Lan Quy đã lìa khỏi cổ. Chiến thắng đã đến với mọi người, nhưng mà Earthstay vẫn còn sống, có nghĩa là Lan Quy chưa chết. Bởi vì Earthstay là ma vật của Lan Quy, nếu Lan Quy chết thì cô ta cũng phải chết theo. Tập 4. Thông qua cuộc họp có thể phần thân của Lan Quy có thể tái tạo lại. Họ cần để quân đội nghỉ ngơi nên là Naofumi quyết định trèo lên mai của Lan Quy để tìm hiểu thêm điểm yếu của nó trong lúc nó đang bất tỉnh vì mất đầu. Và có vẻ như là khi càng ở gần con rùa này, Earthstay sẽ có lại phần ký ức trước kia mà cô đã mất. Họ đã lên tới được mai của con rùa. Earthstay không hiểu nhiệm vụ của cô là thu thập linh hồn, nhưng mà hiện tại cô lại muốn bảo vệ tất cả mọi người. Nếu giết hết tất cả để lấy linh hồn của bọn họ thì Lan Quy ngăn chặn làn sóng Tây Ương để làm gì nữa khi mà không còn ai sống sót. Mọi người cũng đã an ủi và xem Earthstay như là bạn của mình vì cô đã giúp họ chiến đấu. Khi ở trên đây, Earthstay dần nhớ lại những con đường quen thuộc và dẫn dắt mọi người đến trung tâm chánh điện. Nơi đây từng thờ Lan Quy. Risha tuy không mạnh về chiến đấu nhưng mà mọi người thấy cô bé tóc xanh này lại rất thích hợp cho việc tìm hiểu thông tin, và hơn hết là bà khen ngợi cô ta rất giỏi trong việc kiểm soát chân khí. Bất ngờ là tại đây có những dòng chữ mà chỉ Naofumi hiểu, đó chính là những chữ do các hiệp sĩ trước để lại, và văn tự được viết bằng tiếng Nhật. Nó ghi gì đó về ấn thứ 7, nhưng mà do đã mất chữ nên là Naofumi cũng không hiểu hết toàn bộ. Ngôi đền cũng sụp đổ và mọi người lại mất hết dấu tích về Lan Quy. Naofumi quyết định là sẽ tiến sâu theo con đường do Earthstay tìm ra. Nó sẽ dẫn họ vào bên trong cơ thể của con rùa này. Sau lúc đó, nữ hoàng sẽ giúp Naofumi phối hợp với quân đội các nước khống chế Lan Quy nếu như mà nó hồi phục lại hoàn toàn. Risha tuy luôn muốn chiến đấu cùng Isuki vì anh ta từng giúp đỡ cô, nhưng mà giờ đây cô nhận ra mình đã là thành viên của khiên hiệp sĩ, nên cô sẽ cùng mọi người tiến sâu vào trong để giải quyết cuộc chiến này. Bên trong này, họ đã gặp những nhà thám hiểm lạ mặt, nhưng mà khi Vartara dùng thuật hiện hình, thì các ba người họ lại là người quen cũ, chính là những người đến từ thế giới khác trong làn sóng lần trước, Ewax, Derisha và Glass. Tập 5. Ba người họ đến đây chính là vì tên đang điều khiển Lan Quy đến từ thế giới của họ. Tại đó, hắn đã gây ra nhiều thiệt hại nên là cả ba quyết định đến đây để tiêu diệt hắn. Naofumi thấy vậy nên cũng tạm thời không tính chuyện cũ và mạnh ai nấy đi. Bằng trí nhớ của mình, Earthstay đã dẫn mọi người đến mà xem một cái đồng hồ cát, và lượng cát này tượng trưng cho linh hồn mà Lan Quy đã thu thập được. Khi chứa đầy thì Lan Quy sẽ ngăn chặn làn sóng Tây Ương vĩnh viễn. Tiếp đó, họ đã đến nơi cất giữ trái tim của Lan Quy, và tên điều khiển Lan Quy cũng đã ở đây, hắn là Kyo Esnina. Hắn là người nắm giữ tức tinh khí cụ toàn thư là một quyển sách. Earthstay đã thử tấn công nhưng mà đây chỉ là ảo ảnh của hắn ta. Chế độ tự bảo vệ của trái tim đã được kích hoạt và nó bắn ra những luồng sáng sức mạnh vào phía họ. May mắn là Naofumi đã đỡ kịp. Philo dùng móng vuốt tấn công vào thì Earthstay cũng cảm thấy cơn đau tương tự. Biết là vậy nhưng mà cô vẫn muốn những người bạn của mình tấn công vào quả tim, và Fraptera đã chém làm đôi trái tim của Lan Quy. Tưởng đau chết, ai dè bà Earthstay vẫn còn sống. Lúc này bà mới nhớ ra là phải chặt đầu và chém trái tim của Lan Quy cùng một lúc thì mới có thể giết được nó hoàn toàn. Earthstay đã nhớ ra hết mọi chuyện, cô dùng sức mạnh để mở cánh cổng đến thâm tâm của Lan Quy. Tại đó, họ đã tìm được cội nguồn sức mạnh của nó và bản thể thật của tên Kyo. Hắn nói ra sự thật về Earthstay. Thực chất, cô ta chính là bản thể của Lan Quy ở hình dạng con người. Nếu họ giết chết cô ta thì Lan Quy đã mất 50% sức mạnh rồi, chẳng cần phải thiệt hại nhiều quân lực như thế này. Tập 6. Đây hoàn toàn là sự thật, vì nếu là ma vật thì tên Kyo kia đã có thể điều khiển Earthstay, nhưng hắn lại không thể. Chính vì vậy Earthstay chính là hình dạng của Lan Quy ở dạng con người. Cội nguồn sức mạnh thâm tâm của Lan Quy đã được một lớp rào trắng bảo vệ. Chỉ khi nào đầu và tim phá hủy cùng lúc thì lớp trắng đó mới biến mất. Lan Quy lấy sức mạnh từ đâu mà có thể tái tạo nhanh như vậy? Nhìn qua nhìn lại, hóa ra lại là do ba cái tên phế vật nhà ta dâng hiến, ba cái tên hiệp sĩ ăn hại này đã bị tóm. Tuy chúng yếu nhưng mà vũ khí của họ có thể tiếp thêm sức mạnh cho Lan Quy rất nhiều. Đúng là không sợ cái thù mạnh, chỉ sợ đồng đội ba chấm. Bên ngoài, hình dạng Lan Quy đã khôi phục hoàn toàn và bắt đầu tàn sát tất cả. Nhưng mà cô ấy đã đến kịp, đó chính là nữ hoàng Victoria. Cô đến đây là để trợ giúp cho khiên hiệp sĩ. Đầu Lan Quy sẽ do Victoria lo liệu, mọi người cần bắt nhịp để có thể tiêu diệt tim và đầu cùng lúc với cô ấy. Nhóm của Ewa cũng đã đến được đây. Tên Kyo lập tức dùng toàn thư của mình để tạo ra hỏa điểu tấn công vào bọn họ. Hắn cũng có lớp khiên trắng giống lỗi của Lan Quy nên là không ai có thể chạm vào người của hắn. Sau đó, tên Kyo đã dùng sức mạnh từ lõi Lan Quy, đó chính là nơi tập hợp toàn bộ linh hồn đã thu thập được.
Chỉ với một ít sức mạnh, hắn đã khiến cho mọi người bị đè bẹp bởi sức mạnh trọng lực. Khi thấy Nofumi bị tên này chà đạp, bằng cách nào đó cô gái yếu đuối nhất trong nhóm lại có thể đứng lên và tiến tới tấn công Kyo. Đó chính là Risha, bởi vì cô ta có thể kiểm soát chân khí rất giỏi nên là Risha có thể điều chỉnh chân không xung quanh mình và đứng dậy được. Với ý chí của mình, Risha đã tấn công và đánh lạc hướng Kyo. Sau lúc đó, Osprey đã dùng năng lực vào tấm khiên để giúp mọi người có thể giải trừ tà khí và thoát khỏi vùng trọng lực. Rob Stalia cùng Philo ngay lập tức lao vào, nhưng mà lớp rào chắn của Kyo quá mạnh nên là họ đã bị phản dội ngược ra. Osprey lập tức tạo con đường đến trái tim để nhóm Elma phá hủy nó. Philo sẽ đi theo nhóm vì cô bé có thể liên kết với nữ hoàng Victoria để hai bên phá hủy tim và đầu cùng một lúc. Rồi, bằng cách nào đó cái bà vợ lẽ này mạnh lên khi mà đối đầu với Kyo. Vì bà cảm thấy tên kia cũng chỉ biết vay mượn sức mạnh từ người khác như cô thường hay dựa dẫm vào Nofumi. Chính vì thế, ngay lúc này Risha quyết tâm sẽ tiêu diệt được hắn. Cô đã phá hủy nơi giam cầm ba hiệp sĩ để hắn không thể rút sức mạnh từ họ được nữa. Bên nhóm Elwax, Nofumi đã nhờ Philo đưa cho Grab một lọ thuốc. Sau khi cô uống xong, cô ta cảm thấy được sức mạnh lan tỏa nên là họ đã phối hợp tuyệt kỹ cùng nhau để tấn công thẳng vào trái tim của Linh Quy. Bên ngoài, nữ hoàng Victoria cũng đã được ma thuật của quân đội trợ giúp. Thông qua đó, bà cũng đã thành công triệt hạ được đầu của Linh Quy cùng một lúc với mọi người. Vậy là rào chắn của lỗi Linh Quy đã bị phá hủy. Nhưng mà tên Kyo này luôn có phương án dự phòng khác cho mình. Hắn đã dùng sức mạnh linh hồn để tạo lớp bảo vệ cho lỗi của Linh Quy. Có vẻ như Nofumi đã quyết định dùng đến khiên phẫn nộ vì OSD đã cầu xin cậu ta hãy tiêu diệt mình. Chỉ có thế, Linh Quy mới bị tiêu diệt. Máu sẽ đổi bằng máu. Năng lực của khiên phẫn nộ đã được kích hoạt, nhưng mà Nofumi lại không thể ra tay với OSD vì cậu đã xem cô như là một người bạn của mình. Vì sự nhân từ đó của Nofumi, khiên trái tim Linh Quy đã được kích hoạt, năng lượng xanh ấy cho Nofumi đôi cánh, một nguồn sức mạnh mới xuất hiện. Chính OSD đang điều khiển nó để chĩa thẳng tâm sức mạnh vào lỗi trái tim Linh Quy, dù việc ấy sẽ giết chết luôn cả cô. Sau tất cả, cuối cùng Linh Quy đã bị tiêu diệt. Nhưng mà tên Kyo này đã lấy toàn bộ sức mạnh ấy vào một ống thủy tinh. Hắn đã dùng nó để mở cánh cổng về thế giới của mình rồi tẩu thoát. Nhóm của Elwax sẽ đuổi theo và hứa rằng sẽ tìm lại những linh hồn ấy trả về cho thế giới của Nofumi. Cậu cũng muốn đuổi theo để trả thù cho OST nhưng mà không thể di chuyển qua thế giới đó. Bằng chút sức mạnh cuối cùng, OST đã giúp cậu mở khóa kỹ năng và có thể đi xuyên qua thế giới khác. Đó là điều cô muốn để phó thác việc còn lại cho khiên hiệp sĩ. Họ tiếp tục bước tới. OST cũng dần nhắm mắt. Cô mong rằng ở cuộc đời khác, cô sẽ lại có những người bạn tuyệt vời như thế này. Tập 7. Nhóm của Nofumi khi bước qua thế giới khác đã bất tỉnh. Khi họ tỉnh dậy thì tất cả cấp độ của mọi người đều đã bị reset về level 1. Kỹ năng của khiên vẫn còn nhưng mà cần đúng cấp độ mới có thể sử dụng nó. Giống như kiểu là liên minh thì hồi đó cần level 30 mới đánh được răng á mọi người. Tội là bà vợ lớn Fractura cũng bị reset về hình dạng bé con như ngày đầu cả hai gặp nhau. Philo thì lạc mất tích với nhóm bọn họ. Lúc bước ra cánh cổng ánh sáng thì bên ngoài là một hòn đảo vô tận. Ở thế giới này cũng có những con quái như là quái bóng cam nên là Nofumi và Fractura và Risha định sẽ cày điểm XP lại. Bất ngờ một con quái cấp cao là Hà Bá xuất hiện. Fractura hiện tại không đủ sức mạnh để chém nó. Nofumi cũng không thể sử dụng khiên cấp cao, cả Risha cũng không thể chém xuyên qua được lớp phòng thủ của nó. Cũng may là một cô gái đã giúp đỡ mọi người. Cô tự xưng mình là một trong tứ đại hiệp sĩ ở thế giới này, gọi là hiệp sĩ săn Kazajama Kizuna. Và bà cũng quen biết nhóm của Elwak và là bạn thân của Glass. Nhưng mà Nofumi không kể về việc làm của nhóm Elwak ở thế giới anh cho Kizuna nghe. Đại khí cụ của Kizuna dù có tấn công chúng Nofumi nhưng mà không thể gây sát thương lên con người. Cho nên là cậu sẽ tạm tin cô ta không liên quan gì đến tội ác trước đây của Glass. Bọn họ đang bị giam giữ bên trong nhà tù vô hạn. Kizuna đến vương quốc này nhưng mà đã bị bọn họ gài bẫy và nhốt bả vào đây. Cô không thể tìm thấy lối ra và đã ở đây nhiều năm đến nỗi không thể nhớ được bao nhiêu ngày. Hôm sau, bằng những gì đã khám phá được, qua nhiều năm, Kizuna dẫn mọi người đến một nơi mà cô nghi ngờ đó có thể là lối ra. Nó là một lỗ hổng ánh sáng như cánh cổng kết nối nhà giam với hòn đảo, có điều là họ không thể phá vỡ nó để bước qua. Nofumi đã dùng hạt giống của cây phát triển ở phần trước khi mà cậu nhận từ dân làng sâu vào việc giúp họ thanh trừ bệnh tật. Hạt giống dựa vào thuốc kích ấn và không ngừng phát triển phá vỡ lỗ hổng trong nhà tù vô hạn. Khiên hiệp sĩ cùng mọi người theo hướng ánh sáng ấy và thoát ra được bên ngoài. Tập 8. Khi thoát ra khỏi ngục giam, Kizuna đã đề nghị đến vương quốc mà cô được họ triệu hồi là Circular. Nhưng đi bộ thì cần tận một tuần nên là họ sẽ phải đánh liều đến vương đô của vương quốc đã giam cầm Kizuna để sử dụng đồng hồ long khắc. Đại hiệp sĩ và thất tinh hiệp sĩ ở thế giới này có thể sử dụng nó để dịch chuyển về nơi có đồng hồ long khắc đặt ở vương quốc khác. Để tới trung tâm cần 3 ngày nên là họ cần cày cắp kiếm tiền để mua thêm vật dụng hữu ích.
và nếu kiếm tiền thì lại phải để thương nhân nào Fumi ra tay. Ông chế tạo ra mấy bình thuốc hồi phục và bắt đầu bán cho những người ở thế giới đó. Bán xong rồi dỡ bộ hết hàng rồi đấu giá cái kiểu, đúng là có đầu óc kinh doanh quá đi à. Vậy là họ đã có tiền để sắm đồ đạc các kiểu. Ngay đêm đó, bốn người cùng nhau đột nhập vào trung tâm vương quốc để tìm đồng hồ long khắc. Quân lính đã phát hiện ra và truy đuổi theo mọi người. Khi cậu bọn đến được nơi có đồng hồ thì tên thuộc hạ của Kyo cũng đã mai phục sẵn ở đây. Nhưng mấy tên này chỉ là tép riêu nên là với lưu tinh khiên, Nam Fumi đã hất văng được bọn chúng. Họ tiến lại gần đồng hồ để Kizuna bắt đầu kích hoạt khả năng dịch chuyển. Trong quá trình đó, Fraptera vì cơ thể quá nhỏ nên là kỹ năng dịch chuyển không thể áp dụng lên cô bé. Kizuna cũng không thể hủy quá trình dịch chuyển. Fraptera quyết định ở lại để mọi người có thể rời đi. Cô tin rằng khi hợp sĩ sẽ quay trở lại cứu cô như lần đầu họ từng gặp, vì cô chính là thanh kiếm của ngài ấy. Tập 9, Nam Fumi rất tức giận vì bị Kyo bắt người của mình. Nhưng mà Kizuna không thể dịch chuyển trở lại vì đồng hồ long khắc bên hướng của Kyo đã đóng lại. Họ chỉ có thể tạm thời bình tĩnh và theo Kizuna về vương quốc Sikla vì cô nắm lùng này nó có quen biết một người tìm người rất giỏi. Philo lúc này thì bị một tên thương buôn bắt giữ và dán lá bùa ép cô bé trở về hình dạng của loài Phytolia. Nhưng mà nó có hơi khác với thế giới của Nam Fumi một tí. Người dân ở Sikla rất tốt bụng và đối xử thân mật với Kizuna. Nhưng mà khi biết Nam Fumi là đại hiệp sĩ đến từ thế giới khác, họ đã đề phòng vì mặc định những người đến từ làng sống đều muốn phá hoại thế giới của mình. Ngay lúc này, cả bọn đã gặp Esnobor, là người sở hữu thức tinh thuyền trong thức tinh cụ. Anh ta giúp Nam Fumi tạo ra một thức thần, nó giống kiểu con bé đó mọi người, được tạo ra từ tóc của Vraptera và máu của Nam Fumi. Con bé này còn tồn tại thì có nghĩa là Vraptera vẫn còn sống và nó có thể biết vị trí chính xác mà Vraptera đang bị giam giữ. Mà nhìn bà chồn này dễ thương quá đi, không biết là chồn hay là gấu mèo nữa. Nhưng mà ngoan, hiền, không như viewer của tôi. Không ra clip một cái là chửi bới âm sầm à, chán chả buồn nói mấy người kiểu đó luôn. Vì tin tưởng Nam Fumi nên là Esnobor đã cho họ thấy hình dạng thật của anh ta là một con thỏ. Anh ta là hậu duệ của quái thú bảo vệ thế giới này, đại loại là giống với nữ hoàng Phytoria mọi người. Ngoài ra, cậu ta có thể dùng tinh cụ của mình là một con thuyền để dịch chuyển đến bất cứ đâu. Nơi Vraptera đang ở là Plobo, thuộc quốc gia Mikakage, chính là quốc gia đã giam cầm Kizuna trong nhà tù vô hạn. Tên pháp sư Kazuki là người của vương quốc đó và hắn đã hợp tác với Kyo. Họ dịch chuyển bên ngoài thị trấn để con thuyền không bị phát hiện và di chuyển vô nội thành. Lúc ở trong thị trấn, Nam Fumi đã nghe được tiếng kêu cứu của cô bé Philo. Khi mà chạy lại thì Philo đang bị tên buôn lậu đó bắt làm trò và đánh đập cô bé để mua vui cho mọi người qua đường để hắn kiếm tiền. Rất tức giận, Nam Fumi chỉ muốn lao vào đục vô cái mặt của hắn, nhưng mà Kizuna đã ngăn anh lại để tránh gây sự thu hút vì bọn họ đang bị truy nã. Sau đó, cả bọn đã lẻn vào để giải cứu cho Philo. Cô bé mừng rỡ ôm nhào lấy Nam Fumi. Và tên chủ cũng đã bị khiên của Nam Fumi làm cho hoảng sợ, tâm trí múa may quay cuồng luôn. Này thì dám bắt cóc con gái cưng của tao hả mày? Tập 10. Vraftalia bị đưa đến một nhà giam lạnh giá. Bất ngờ không hiểu sao ba anh chị nhà Elrath cũng ở trong này. Cửa của phòng giam được ám phép để giảm sức lực của bọn họ. Đúng là có duyên nên là mọi người lại hợp tác để cùng tìm cách thoát ra khỏi đó. Tuy không còn nhiều sức lực nhưng mà Vraftalia vẫn đủ để dùng thuật ẩn thân và thuật che mắt để đánh lừa tên gác cổng. Khi không thấy ai, hắn ta đã chạy vào và Vraftalia đã lấy được chìa khóa. Họ đã thành công phá tường và trốn thoát ra khỏi đó. Bà Teresi đã giấu đống ngọc trong cái chỗ ấy nên là không bị mấy tên cây ngọc chứng lột. Họ lấy nó đem bán và đổi lại được ít quần áo và chút tiền để lo cho cái bụng bà Vraftalia. Từ khi nhỏ lại thì cái bà gốc mèo này ăn kinh dị thật ấy. Hôm sau họ thấy quân lính đang tổ chức tuyển chọn chủ nhân sở hữu tinh khí cụ, đó chính là thanh katana, một trong 7 tinh khí cụ ở thế giới này. Nó sẽ tự chọn chủ nhân cho mình nên là những ai không phù hợp sẽ không thể nào rút thanh kiếm lên. Thanh pháp sư Kazuki cũng có mặt nhằm chiếm đoạt thanh katana này. Khi bước đến chạm vào thanh kiếm, hắn đã không thể rút được nó, nhưng đột nhiên thanh katana biến mất và xuất hiện dính chặt vào tay của Vraftalia. Cô chính là người mà nó chọn để trở thành hiệp sĩ. Qua đó mà dấu ấn nô lệ của Vraftalia với Nam Fumi cũng đã biến mất bởi vì cô đã trở thành hiệp sĩ. Thanh katana cũng giúp cô bé tăng sức mạnh và dần trở thành hình dạng cũ. Trong lúc lẫn trốn tay sai của Kazuki, Vraftalia đã đến một ngôi đền và được một cô gái tự xưng là hậu duệ của gia đình đã phụng sự hiệp sĩ katana suốt nhiều thế hệ giúp đỡ. Khi quay trở ra thì lúc này đây, Vraftalia đã ra dáng là một hiệp sĩ thực thụ trong tay có kiếm. Và giờ đây, sức mạnh đã về đủ. Thức thứ nhất bàn phấn, Vraftalia lướt nhẹ qua và tên Kazuki đã bất động. Cô kêu hắn không được di chuyển, nếu không là sẽ chết ngay tại chỗ vì vết thương. Hai con bạch hổ cũng chẳng thể giữ chân được Vraftalia, vì thế cô rời đi để tìm về nơi của Nam Fumi. Bước xuống bậc cầu thang, dường như là sức mạnh mà cô sử dụng để điều khiển thanh katana đã ảnh hưởng đến thể lực và còn một con bạch hổ đã đợi sẵn ở đó. Lúc nguy hiểm nhất,
người mà cô luôn thầm mong chờ ông nhớ cũng đã xuất hiện và bảo vệ chở che cho cô. Nam Phương Minh cùng một người đã đến kịp lúc. Mắt của Nam Phương Minh rưng rưng vì anh nghĩ Raphaela đã được tự do. Cô không còn là nô lệ của anh nữa, nhưng mà cô cho rằng anh, Philo, chính là nhà của mình. Dù có là hiệp sĩ hay là nô lệ, Raphaela vẫn sẽ là Raphaela của Nam Phương Minh. Tập 11. Trong lúc Kazuki đang trị thương thì tên Kyo cũng đã xuất hiện. Hắn đã thẳng tay giết chết Kazuki vì không giữ được Raphaela để cho hắn thí nghiệm. Tên này đúng là tàn độc, thế nhưng mà cô gái đi bên hắn vì lý do nào đó vẫn muốn chiến đấu vì tên điên này dù những hành động của hắn có phần quá chớn. Kizuna và bà Grok cuối cùng cũng đã gặp lại nhau. Khi Kizuna biết nhóm Ewa từng đến thế giới của Nofumi để tấn công mọi người, cô rất tức giận. Cô cho rằng dù muốn bảo vệ thế giới của mình nhưng mà cũng không được tùy tiện như vậy. À, Makisha Ewart này lại là quốc vương trẻ tuổi của vương quốc Sikola này đó mọi người. Sau đó, cả Nofumi và Kizuna đã hứa là sẽ không tấn công lẫn nhau và họ sẽ tìm kiểu kỹ xem thật sự làn sóng Tây Ương là gì trong tương lai. Bên này, tên Kyo đã mang xác của Kazuki về để thí nghiệm gì đó. Hắn nói với hai thuộc hạ của anh ta rằng hắn có thể hồi sinh Kazuki được. Kizuna đã dẫn cả đám cao thủ võ lâm đến gặp Romina, người thợ rèn ở thế giới này để cô ta chuẩn bị áo giáp vũ khí mới cho cả bọn. Rồi tự nhiên cái bà Jomugi Emma này là thuộc hạ của tên Kyo bất ngờ xông tới. Bà nói như thế này nè mọi người: ta là Emma chó điên, một mình ta chập hết. Đó, có chịu nổi không? Bà tự tìm tới thách đấu rồi bị đánh hội đồng thì hỏi sao mấy bạn đánh hội đồng tôi vậy. Cũng hên là tụi nó chưa giết bà đó bà điên này. Lúc này có chuyện lạ xảy ra là thanh kiếm mà Emma sử dụng do Kyo tạo ra riêng cho cô ta đã hút sinh lực của Emma. Nó như nuốt chửng chủ nhân của nó, cả đám phải hội đồng và cứu cô khỏi thanh kiếm tà ác đó. Đúng là kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác, kẻ đi thách đấu giờ lại được đối thủ cứu mạng luôn, chán không thèm nói tới. Nofumi tức giận nói lên hết tội ác mà Kyo đã gây ra ở thế giới anh cho Emma nghe. Emma nhận ra Kyo phải làm điều gì đó tàn ác lắm nên là ánh mắt của Nofumi mới tức giận đến như vậy. Cô kể cho Kizuna nghe về mình và Kyo hồi còn nhỏ. Cô theo hắn ta vì họ đã chơi với nhau từ nhỏ và những gì mà Kyo đang làm hắn nói là để ngăn chặn làn sóng lại. Chính vì thế Emma hết mực tin tưởng và bỏ qua những hành động giết người quá chớn của tên này. Một tuần sau, trang bị vũ khí của mọi người đã được hoàn thành. Tất cả đã trang bị đầy đủ để tiến đến trận chiến với Kyo. Nhưng đồng hồ làn sóng đột nhiên giảm nhanh và trở về con số 0. Làn sóng lập tức diễn ra dù trước đó thời gian còn lại là 4 ngày. Điều này chính là do tên Kyo tạo ra. Hắn đã dùng chính sức mạnh của OST để triệu hồi làn sóng trong thế giới này. Tập 12. Tứ đại hiệp sĩ của thế giới này đã được làn sóng đưa đi ra mặt trận. Anh Thỏ được Kizuna nhờ đến để đưa nhóm của Nofumi cùng Emma đến chỗ của Kyo. Vì Kizuna chưa có kinh nghiệm chiến đấu với làn sóng nên là sau khi đến đó, Nofumi đã bảo anh Thỏ về hỗ trợ cho bọn họ đi. Khi vào căn cứ của Kyo, hai cô gái thuộc hạ của Kazuki đã bị hắn cấy ghép tế bào quái vật vô. Dù đánh bại được cả hai nhưng mà tên Kyo nham hiểm này vẫn còn cài bom vào vũ khí của cả hai cô gái. Chúng phát nổ, may là Nofumi phải dựng tới 3 lớp khiên, khiên không chiến, ngục khiên và cả lưu tình khiên mới đỡ được sát thương từ vụ nổ này. Tiếp đến, tên Kyo đã ra mặt cùng với đó là tân sát Kazuki và linh hồn của chủ nhân của tinh khí cụ gương, giống kiểu hồn chương 3 gia hàng thật đó mọi người. Vậy là hắn có thể điều khiển Kazuki sử dụng khí cụ gương để tấn công bọn họ. Raphaela, Philo cùng Emma sẽ lại chiến đấu với tân sát vô hồn này để lấy lại tinh khí cụ gương. Nofumi cùng Risha sẽ tiếp tục vào bên trong để chiến đấu với Kyo. Khi vào bên trong, Nofumi đã bị Kyo dùng những lời lẽ khiêu khích và đánh vào nỗi đau mất đi những người bạn của mình. Qua đó, tăng phần căm hận trong lòng của Nofumi lên. Ngay lập tức cậu đã dùng đến sức mạnh của khiên phẫn nộ. Năng lực hắc ám này tích lũy thù hận quá nhiều khiến cho Nofumi bị chính chiếc khiên của mình nuốt chửng tâm trí. Trong lúc đó, cậu đã nói ra hết những thứ cậu chán ghét. Chiếc khiên điều khiển và nói ra những lời xúc phạm bạn bè của Nofumi. Risha cũng không ngoại lệ. Cô bị xem như là một kẻ yếu hèn chỉ biết vẫy đuôi khi gặp Itsuki. Nhưng mà Risha vẫn tin rằng Nofumi không phải là người như thế. Chỉ là vì giờ đây cậu đang bị khiên phẫn nộ điều khiển tâm trí. Kyo lập tức tấn công Nofumi lúc cậu bất động nhưng mà Risha đã cố gắng chống đỡ chờ cậu thức tỉnh. Sâu trong tiềm thức của Nofumi giờ đây chính là sức mạnh của con rồng trong khiên phẫn nộ. Nó muốn dụ dỗ cậu để chiếm đoạt thân xác và dùng sức mạnh tà ác của hắn ta. Thế nhưng bên cạnh Nofumi vẫn còn những người bạn và OST vẫn còn chút năng lực bên trong người của cậu. Cô xuất hiện và giúp cho Nofumi lấy lại tâm trí. Mở mắt ra, những người bạn đã ở cạnh khiên hiệp sĩ cùng nhau tác chiến. Với khiên trái tim linh quy, ta triệu hồi nguồn sức mạnh này sẽ xóa sạch tội ác của mọi người. Mọi người cùng nhau chống đỡ chưởng lực khi mà sức mạnh hai bên va chạm vào nhau. Cùng với sức mạnh từ khí cụ gương, bọn họ cuối cùng đã có thể tiêu diệt được tên hiểm độc Kyo. Khi Kyo chết là làn sóng cũng đã biến mất.
Nhiệm vụ tìm lại sức mạnh linh quy ở thế giới này đã hoàn thành. Bản số hiện lên và chỉ còn một phút nữa là nhóm của Nofumi sẽ quay lại thế giới của bọn họ. Vậy là họ đã chia tay cô gái Kizuna cùng mọi người của nhóm Eos và hứa là sẽ đón tiếp nhau vào một dịp nào đó khi cả hai bên cùng gặp lại. À, vậy là tụi mình đã hoàn thành được 12 tập đầu của Season 2 khi ngập sĩ được gửi đến mọi người rồi đó nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video lần này. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video lần tới nha. Bye bye mọi người.